Chí tôn chiến thần. Giang Sách. Tập 69. Giang Sách an vị đang bảo vệ chỗ trưởng trên ghế đầu, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là căn bản không có nghe được phục vụ viên nói giống nhau. Phục vụ viên kia ở cửa đợi vài giây, thấy Giang Sách một điểm phản ứng không có, cau mày, sau đó dám bài trừ một nụ cười, đi tới Giang Sách bên người cười ha hả nói, Giang tiên sinh, ta biết vừa mới là ta sai rồi, ta chớ nên đem ngươi cho nhốt vào tới, ngài muốn đánh muốn phạt đều có thể. Chớ cùng ta đùa giỡn tiểu tính khí lạp. Đùa giỡn tiểu tính khí. Ha ha, ngày hôm nay còn chính là đùa bỡn. Giang Sách quyền đương không nghe thấy, nhắm mắt lại tựa ở trên tường, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là không phải đang ngủ. Người bán hàng nhìn hắn vẫn bất động, nóng nảy lấy tay hơi chút đẩy một cái, Giang tiên sinh ngài đang ngủ sao? Giang tiên sinh. Lúc này, Giang Sách nhẹ nhàng phất, đem phục vụ viên tay mở ra. Giang tiên sinh, thì ra ngươi không ngủ à? Người bán hàng cười ha hả tiếp tục nói, na đã như vậy, ngài liền cùng ta trở về đi. Đáng tiếc, Giang Sách lại không phản ứng. Cái này khiến cho người bán hàng lúng túng không thôi, bên kia Nguyễn Bình Sương vẫn chờ hắn trở về, bên này Giang Sách lại không để ý tới hắn. Làm sao bây giờ? Hắn biết, Giang Sách đây là đang cố ý làm cho hắn xấu xí. Nhớ kỹ Giang Sách bị vồ vào lúc tới nói qua, tiến đến dễ dàng, muốn hắn đi ra ngoài khả năng liền khó khăn. Lúc đó người bán hàng không có để ở trong lòng, còn nói cái gì Giang Sách chí ít 10 năm cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, hiện tại thế nào? Hiện tại người bán hàng hận không thể dùng 8 đánh lớn kiệu đem Giang Sách cho mang đi ra mới tốt. Ái chà chà, ta Giang tiên sinh, ngài cũng đừng trêu chọc ta rồi có được hay không? Ta quỳ lạy ngài được không? Người bán hàng gấp quỵ ở Giang Sách trước mặt, cuống quýt dập đầu. Chỉ cần Giang Sách bằng lòng đi ra ngoài, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Nhưng Giang Sách chính là không để ý tới hắn. Như thế mà thẳng được có nửa giờ. Nguyễn Bình Sương cảnh vệ viên tới, ở cửa sốt ruột nói rằng, ngươi làm gì chứ? Chả thế nào không mời Giang tiên sinh đi ra ngoài a? Người bán hàng vẻ mặt đau khổ nói rằng, không phải ta không mời. Là Giang tiên sinh không để ý tới ta à? Na cảnh vệ viên nhíu chân mày lại, tự mình đi tới Giang Sách trước mặt nói rằng, Giang tiên sinh, Nguyễn khu trưởng các loại ngài cũng chờ nóng này, cũng xin ngài đi ra ngoài theo chúng ta khu trưởng ăn. Giang Sách lúc này mới từ từ mở mắt, dùng phi thường xin lỗi giọng, không được à, có người muốn để cho ta ở chỗ này làm 10 năm lao, ta không dám đi à. Cảnh vệ viên xua tay nói rằng, ai lớn gan như vậy? Dám để cho Giang tiên sinh ngồi tù. Phản hắn. Bên cạnh người bán hàng sắc mặt tái xanh, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Giang Sách nhìn người bán hàng liếc mắt, thấy hắn không có bất kỳ biểu thị, vì vậy tiếp tục nói rằng, ta đi, sẽ không người tiếp tục ngồi tù, cái này sao có thể được. Lúc này người bán hàng cuối cùng là nghe hiểu. Hắn cắn răng, nói rằng, Giang tiên sinh, ngài đi ăn cơm đi, ta tới thay thế ngài ngồi tù. Giang Sách cố ý hỏi, thích hợp sao? Thích hợp, cái này có gì không thích hợp? Ân, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Giang Sách lúc này mới bỏ dậy, ly khai trại tạm giam. Còn như người bán hàng, thực sự liền thay thế Giang Sách bị giam ở tại bên trong hại nhân cuối cùng hại mình, hắn sẽ có kết quả như vậy, toàn bộ đều là chính mình một tay tạo thành. Giang Sách cưỡi cảnh vụ viên xe về tới phạn điếm, Nguyễn Bình Sương tự mình xuất môn nghênh tiếp. Ai yêu, Giang tiên sinh, ngài chịu khổ lạp. Nguyễn Bình Sương đối với Giang Sách bị tao ngộ biểu thị vô cùng xin lỗi. Không có việc gì, chính là đi vào thể nghiệm một cái sinh hoạt. Giang tiên sinh, ta đã vì ngài chuẩn bị xong trên một cái bàn các loại tiệc rượu, cũng xin ngài theo ta cùng tiến lên đi ăn. Tốt. Nói xong, Giang Sách liền cùng Nguyễn Bình Sương cùng đi lên lầu, đi tới bên trong bao xương. Tại chỗ có người trong con mắt. Nguyễn Bình Sương cư nhiên làm cho Giang Sách ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi, sau đó Nguyễn Bình Sương chính hắn ngồi ở Giang Sách hạ thủ vị. Thoạt nhìn, thật giống như Nguyễn Bình Sương là Giang Sách chính là thủ hạ giống nhau. Kỳ thực đây vốn chính là phải, lấy Giang Sách tu la chiến thần thân phận, Nguyễn Bình Sương làm như vậy hoàn toàn hẳn là. Nhưng ngoại trừ Giang Sách bên ngoài, những người khác đều không biết Giang Sách đã khôi phục thân phận. Cho nên, ở trong mắt những người khác, Giang Sách hành động như vậy hoàn toàn chính là đi quá giới hạn.
Có người âm dương quái khí nói rằng, yêu, cái này một vị không phải chiến thần Giang Sách sao? Thật là thật không ngờ a, cư nhiên phước đức ba đời, có thể cùng chiến thần gặp mặt. Bên cạnh có người ngay lập tức sẽ cải chính nói, cái gì chó má chiến thần a, đã sớm lui xuống, hiện tại chính là một dân chúng bình thường. Chó má không phải. Phải, như vậy không bằng chó má gì đó, là thế nào ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi? Không biết xấu hổ thôi. Những người này ngươi một lời ta một lời, đem Giang Sách cho tổn hại rồi một lần. Giang Sách còn không có bất kỳ phản ứng nào, Nguyễn Bình Xương người thứ nhất không cao hứng, nhìn quét một vòng. Lạnh lùng nói rằng, Giang tiên sinh là của ta ân nhân cứu mạng, người nào còn dám nói nhiều một câu lời nói nhảm, liền cút ra ngoài cho ta. Có Nguyễn Bình Xương những lời này, đại gia chỉ có thu liễm một điểm. Sau đó, tiệc rượu sẽ bắt đầu. Nguyễn Bình Xương đối đãi Giang Sách thái độ vô cùng khách khí. Thậm chí có thể dùng khiêm tốn để hình dung. Những người khác chứng kiến Giang Sách ăn thơm như vậy, mỗi một người đều thần sắc không vui. Đang ngồi, từng cái đều là quan to hiển quý, dựa vào cái gì muốn cho một cái gì cũng không phải Giang Sách ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi. Khu trưởng còn đối với hắn khách khí như vậy. Thật sự là buồn cười. Có người trong lòng khó chịu, cố ý nói rằng, nghe nói Giang tiên sinh y thuật độc nhất vô nhị, có thể khởi tử hồi sinh, làm cho bệnh nguy kịch Nguyễn khu trưởng đều khôi phục kiện khang, thật là không nổi a. Giang Sách thuận miệng nói rằng, không phải khởi tử hồi sinh, chỉ là ngất thuật mà thôi. Ngất thuật? Ha ha! Ở đây cũng có bác sĩ, là Nguyễn Bình Xương tư nhân bác sĩ Tiết Diệu. Trước hắn bởi vì xuất ngoại đi tìm giải cứu Nguyễn Bình Xương phương pháp, không nhìn thấy Giang Sách thần tích. Cho nên đối với Giang Sách y thuật không có một chính xác nhận thức. Hắn thấy, Giang Sách chính là đầu cơ trục lợi, đem vốn là thuộc về hắn chỗ tốt cho cướp đi. Hanh! Tiết Diệu lạnh rên một tiếng, cố ý mấy chuyện xấu. Nói rằng, Giang tiên sinh, người đã lợi hại như vậy, chúng ta đây liền tới chơi một cái trò chơi nhỏ thế nào? Giang Sách mỉm cười, trò chơi gì? Tiết Diệu đứng dậy, thuận tay từ trong túi tiền nắm một cái bột phấn. Sau đó trên không ném đi, này bột phấn liền rơi vào rồi tất cả trong thức ăn. Hắn nói rằng, vừa mới này bột phấn trong, chỉ có một phần nhỏ là có độc, hơn nữa bị ta khống chế ở tại một nói trong thức ăn. Xin hỏi Giang tiên sinh, nơi này là chỗ nào một món ăn có độc a? Tất cả mọi người tại chỗ cũng không cao hứng. Ăn cơm thật ngon, người trước mặt mọi người hạ độc là vài cái ý tứ a? Đây là muốn đem tất cả mọi người cho thuốc chết nhịp điệu sao? Nguyễn Bình Xương nói rằng, hồ đồ, Tiết Diệu, vội vàng đem có độc na một món ăn cho đoan đi, không nên ở chỗ này sằng bậy. Tiết Diệu nhún vai, có thể a, chỉ cần Giang tiên sinh vạch cái nào một nói đồ ăn có độc. Ta liền cho đoan đi, hoặc là Giang tiên sinh chủ động chịu thua, ta đây liền đem có độc đồ ăn cho lựa ra đoan đi. Lưỡng chủng phương thức đều có thể, thế nào? Đây chính là khiêu khích. Người bình thường làm sao có thể chịu được. Giang Sách khẽ cười một tiếng, hắn nhìn quét một vòng, chỉ vào co lại thủy nấu thịt bò nói rằng, món ăn này là có độc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng phía đạo kia thủy nấu thịt bò nhìn sang. Món ăn này thật là bị hạ độc sao? Tiết Diệu cười lên ha hả, nói cái gì y thuật cao minh, độc nhất vô nhị, nhất định chính là chó má. Ta vừa mới là đem độc hạ tại liễu ma bà đậu hủ bên trong, căn bản cũng không có hạ tại thủy nấu thịt bò bên trong. Giang Sách, ngươi nói sai rồi. Cái này khiến, tại chỗ những người khác trên mặt đều lộ ra châm biếm ý. Giang Sách ngươi không phải đắc ý sao? Bây giờ nhìn ngươi làm sao còn đắc ý? Vừa mới Nguyễn Bình Xương không phải đối với ngươi phi thường khách khí, coi ngươi là thượng tân đối đãi, nói ngươi y thuật độc nhất vô nhị sao? Lần này, mất mặt quá mức rồi a. Tất cả mọi người chờ đấy xem Giang Sách chê cười. Nhưng mà, Giang Sách lại nhún vai. Nói rằng, Tiết tiên sinh, ngươi nhớ lộn, cái này ma bà đậu hủ bên trong là không có độc, tất cả độc đều hạ tại liễu thủy nấu thịt bò bên trong. Chuyện cho tới bây giờ còn nói xạo. Tiết Diệu cuồng tiếu nói rằng, ta đem độc hạ tại cái nào một nói trong thức ăn tự ta không rõ ràng lắm sao. Ân, có thể ngươi thật vẫn không rõ ràng lắm. Ha ha, Tiết Diệu khinh thường nói, đã như vậy, chúng ta đây liền lẫn nhau ăn thử, nhìn là ngươi nói rất đúng, hay là ta nói rất đúng. Có thể,
Một bên Nguyễn Bình Xương nhất thời lại càng hoảng sợ, nhanh lên ngăn cản nói, hai người các ngươi không muốn bực bội, hai món ăn này bên trong khẳng định có một đạo là có độc, mặc kệ hai người các ngươi người nào trúng độc, đều không phải là một chuyện tốt. Tiết Diệu lạnh lùng nói rằng, Nguyễn khu trưởng, chuyện này trách không được ta, ta cũng không muốn cái dạng này, chỉ là cái này Giang Sách thực sự không biết trời cao đất rộng, dám phải cùng ta đấu khí, ta chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Giang Sách lập tức trả lời, không biết trời cao đất rộng, còn không biết là vị nào. Mọi người xem Tiết Diệu, lại nhìn Giang Sách, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hai người bọn họ người nào nói là thật. Bất quá, phần lớn người vẫn là tuyển trạch tin tưởng Tiết Diệu. Bởi vì độc kia thuốc là Tiết Diệu xuống, Tiết Diệu làm sao có thể không rõ ràng lắm độc dược hạ tại liễu cái nào một nói trong thức ăn. Nguyễn Bình Xương đau khổ khuyên bảo cũng không có kết quả. Cuối cùng, Giang Sách cùng Tiết Diệu một người bưng một món ăn, chuẩn bị ăn thử. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Giang Sách cầm muỗng lên. Đào mấy muôi tàu phở ăn, vừa ăn còn vừa thưởng thức. Ân, mùi vị không tệ, ăn ngon. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, Giang Sách liên tiếp ăn xong vài hớp. Đối với ma bà đậu hủ mùi vị cảm thấy phi thường hài lòng. Thế nhưng, hắn cũng không có trúng độc. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc thất vọng, xem ra Tiết Diệu bản lĩnh cũng bất quá như vậy a, nói cái gì đem độc dược hạ tại liễu ma bà đậu hủ bên trong, kết quả nhân ra ăn đánh rắm không có. Tiết Diệu chân mày co rút nhanh. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng liền đem độc dược hạ tại liễu ma bà đậu hủ bên trong. Vậy tại sao Giang Sách nhưng không có trúng độc? Thực sự là kỳ quái. Giang Sách mỉm cười nói, ta đã sớm nói. Độc dược là hạ tại liễu thủy nấu thịt bò bên trong, ta khuyên ngươi chính là không muốn ăn ngon, tiết kiệm chúng độc khó chịu. Ta nhổ vào. Tiết Diệu mắng, độc dược tuyệt đối không bằng nước này nấu thịt bò bên trong. Nói, hắn liền cầm lên chiếc đũa gắp hai khối thịt bò đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Tiết Diệu căn bản là không tin ta, chính hắn đem độc dưới ở nơi nào, hắn có thể không biết. Từng ngụm ăn. Vừa ăn còn vừa nói ân, mùi vị thật không tệ, ăn thật ngon. Nước này nấu thịt bò thật đúng là có lực đạo a. Nhìn hắn vậy ăn dáng vẻ cao hứng, người chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn nước này nấu thịt bò cũng là không có độc. Chiếu nói như vậy, Na Giang Sách cùng Tiết Diệu hai người chẳng khác nào là đánh ngang tay. Ai cũng không bị thương mặt mũi. Đang ở tất cả mọi người đều cho là sự tình sẽ như thế đi qua thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Na Tiết Diệu mặt của đột nhiên vặn vẹo, dữ tợn, sau đó phun nổi bật một ngụm máu tươi, tương cận trước cái bàn đều nhuộm đỏ. Người bên cạnh đều bị dọa sợ, từng cái đứng dậy thối lui hết mấy bước. Cơm nước có độc. Tiết Diệu lấy tay bưng cái cổ, thống khổ một câu nói đều không nói được, ầm một tiếng gục ở trên mặt đất, co quắp ghi lại sẽ không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ, cùng chưa chết lưỡng dạng. Tiết Diệu. Nguyễn Bình Xương hách liễu nhất đại khiêu. Vội vàng đi qua kiểm tra, hô hấp còn có. Nhưng đã rất yếu ớt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Bình Xương không hiểu. Giang Sách từ tốn nói, ta nói rồi, nước này nấu thịt bò là có độc, hắn không có thể ăn. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Tiết Diệu không nghe Giang Sách lời nói, kết quả rất nhanh thì cật liễu khuy, nước kia nấu thịt bò hương là hương, nhưng bên trong là có độc. Sau khi ăn xong, Tiết Diệu cả người thì không được. Tiến y viện, nhanh tiến y viện. Nhanh, nhanh lên một chút gọi 120. Đang lúc mọi người vội vã chuẩn bị gọi 120 đem Tiết Diệu đưa vào bệnh viện thời điểm, Giang Sách đã đi tới. Tự tay từ trong lòng lấy ra một viên tế tế ngân châm, nhắm ngay Tiết Diệu gáy một huyệt đạo, dùng sức ghim xuống. Theo sát mà, liền thấy có màu đen tụ huyết từ gáy từ từ chảy ra. Sau đó, Giang Sách rút ra ngân châm, huyết dừng lại. Tiết Diệu trong nháy mắt liền khôi phục hô hấp, cũng không co quắp, cả người thần thanh khí sảng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lập tức, tất cả mọi người bị Giang Sách kỹ thuật cho chấn nhiếp, năng lực của người nọ thật là chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy, y thuật mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Cái này, Tiết Diệu mình cũng chịu phục. Ở khác nhân nâng phía dưới, Tiết Diệu đứng lên, thở hào hển nói rằng, Giang tiên sinh. Đa tạ ân cứu mạng,
Chẳng qua là ta thực sự không rõ vì sao nước kia nấu thịt bò sẽ có độc. Ta rõ ràng chính là đem độc dược cho dưới ở tại ma bà đậu hủ bên trong a. Giang Sách nở nụ cười. Hắn một bên thu hồi ngân châm một bên hồi đáp, không sai, ngươi là đem độc cho dưới ở tại ma bà đậu hủ bên trong. Thế nhưng ta nhưng ở ma bà đậu hủ bên trong hạ giải dược. Mà thủy nấu thịt bò, ta lại hạ độc, cho nên ngươi mới có thể ăn chúng độc. Nói cách khác, Tiết Diệu sở dĩ bị chúng độc, không phải là bởi vì ăn chính hắn độc dược, mà là ăn Giang Sách cho hạ độc thuốc. Cái này có điểm khó chịu. Hắn vốn là muốn ở Giang Sách trước mặt khoe khoang, để cho người khác xem hắn thật lợi hại, kết quả Giang Sách chính là ở ngay trước mặt hắn hạ độc, thả giải dược, hắn nhưng căn bản không biết. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Tiết Diệu không phục cũng phải phục, thở dài, hai tay ôm quyền nói rằng, Giang tiên sinh y thuật quả thực mạnh hơn ta. Ta thua tâm phục khẩu phục. Cái này, không có ai còn dám nghi vấn Giang Sách rồi. Tất cả mọi người tại chỗ đều đối với Giang Sách bội phục tâm phục khẩu phục, cũng đều cho rằng Giang Sách ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi. Đó là thật tới danh quy. Giang Sách, dùng thực lực chinh phục đối thủ. Bữa cơm này ăn hơn một giờ chỉ có ăn xong rồi, cùng với nói là ăn, đến không bằng nói là chuyện phiếm. Chân chính ăn đồ thời điểm không có bao nhiêu, đại đa số thời điểm, đều là ở lẫn nhau thổi phồng, Giang Sách cũng không thích như vậy bầu không khí. Nhưng vì không phải bác Nguyễn Bình Xương mặt mũi của, vẫn kiên trì ngồi xuống cuối cùng. Tiệc rượu tán đi, Nguyễn Bình Xương đơn độc đem Giang Sách gọi tới một cái gian phòng nhỏ. Đóng cửa lại, chỉ có hai người bọn họ. Nguyễn Bình Xương nhẹ giọng nói, Giang tiên sinh, ta biết các ngươi Đinh thị tập đoàn đã gia nhập Giang Sơn Ấn, cùng vẽ thượng tập đoàn chính diện chiến đấu. Giang Sách gật đầu, không sai. Ân, na Giang tiên sinh. Ngươi chuẩn bị xong làm sao chiến đấu sao? Giang Sách nói tám chữ, nước đến thành chặn. Nguyễn Bình Xương cười ha ha một tiếng, nói rằng, như vậy sẽ phi thường bị động, khắp nơi đều bị quản chế với người, thứ cho ta nói thẳng. Cái này có thể cũng không phải là tốt gì tuyển trạch. Giang Sách đương nhiên biết sự lựa chọn này không tốt, chỉ là vô duyên vô cố, Giang Sách cũng không thể đem mình sàn xe toàn bộ thác xuất ha. Nguyễn Bình Xương tiếp tục nói, theo ý ta, tử thủ không bằng chủ động công kích, tìm ra vẽ thượng tập đoàn kẽ hở, một lần hành động đánh bại. Lời như vậy cũng không phải là tùy tiện nói lung tung. Giang Sách cũng không biết Nguyễn Bình Xương là có ý gì, hỏi, Nguyễn khu trưởng, ngài có ý tứ. Nguyễn Bình Xương tiến đến Giang Sách bên tai nhỏ giọng nói rằng, ba ngày sau, buổi tối 11 điểm, Hắc Thủy bến tàu. Không nói thêm gì nữa. Thời gian địa điểm đều có, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, Giang Sách chính mình đi xem cũng biết. Giang Sách nhìn Nguyễn Bình Xương, trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. Hỏi hắn, Nguyễn khu trưởng, lẽ nào ngươi cũng vẫn đang ngó chừng vẽ thượng tập đoàn? Nguyễn Bình Xương gật đầu, không muốn nhìn chòng chọc cũng không được. Năm nay, vẽ thượng tập đoàn ở Giang Nam khu tinh phong huyết vũ, trắng trợn bành trướng. Hết lần này tới lần khác chúng ta phía chính phủ còn đối với bọn họ nội tình không có chút nào lý giải. Đang không ngừng điều tra tìm kiếm loại trừ trong, cuối cùng là có bắn tỉa hiện tại. Giang tiên sinh, ba ngày sau ngươi tự nhiên sẽ thấy rõ. Đã biết, hai người bọn họ liếc nhau, đã không cần nói cái gì nữa, đối với lẫn nhau đang suy nghĩ gì đại thể đều biết. Ngoài miệng chưa nói liên thủ, nhưng bọn hắn hành động thực tế, đó chính là đã liên thủ. Đinh thị tập đoàn, hoặc giả nói là Giang Sơn Ấn, cùng phía chính phủ liên thủ, cùng đi đối kháng vẽ thượng tập đoàn con vật khổng lồ này. Cũng coi là cho đủ nó mặt mũi. Sau đó, hai người đi ra gian phòng nhỏ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Ở một phen khách sáo sau đó, Giang Sách ly khai phản điếm. Trước khi rời đi, còn đặc biệt cường điệu, hai ngày nữa đi đem cái kia nhốt tại trại tạm giam phục thật lâu tiểu thuyết, ắt phiên đem thả đi ra. Cho hắn một chút giáo huấn là được rồi, cũng không còn cần phải thực sự quan 10 năm 8 năm. Lái xe về nhà. Trên đường, Giang Sách trở về vị lấy Nguyễn Bình Xương lời nói. Từ Nguyễn Bình Xương lời nói cử chỉ có thể nhìn ra được, năm nay phía chính phủ nhất định đều ở đây nhìn chằm chằm vẽ thượng tập đoàn, cùng Tôn ở nói giống nhau, đều muốn tìm ra vẽ thượng tập đoàn bối cảnh. Đáng tiếc, đối phương giấu phi thường sâu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đào ra.
Ngay cả phía chính phủ đều tương đương vướng tay chân, thì càng không muốn nói người bình thường, thông thường công ty. Giang Sách nhìn phía trước đường, rơi vào trầm tư. Vẽ thượng tập đoàn, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, mới có năng lượng to lớn như vậy, làm cho cả Giang Nam khu đều rung chuyển bất an. Mưa, tích tích lịch lịch rơi xuống. Một hồi không nhìn thấy chiến tranh, gần triển khai, ba ngày sau đêm khuya, Hắc Thủy bến tàu lại sẽ phát sinh cái gì, Giang Sách sâu đậm đang mong đợi. Về đến nhà sau đó, người cả nhà đều xông tới, hỏi Giang Sách bữa tiệc tình trạng. Yên tâm, ta không sao. Giang Sách bình tĩnh nói. Ninh Mộng Nghiên đi tới trước nói rằng, không có việc gì tốt nhất, được rồi, chúng ta nên đi cho đứa bé tử thượng hộ khẩu rồi, chuyện này không thể tha. Giang Sách gật đầu. Vì vậy, Giang Sách lại mang vợ con, lái xe đi gần nhất đồn công an cho đứa bé tử thượng hộ khẩu. Đạt được sau đó, Giang Sách đem xe dừng lại, đã khởi ô, làm cho Đinh Mộng Nghiên ôm hài tử đi vào đồn công an. Cho đứa bé tử thượng hộ khẩu, Giang Sách đối với thi hành nhiệm vụ nữ cảnh sát viên nói rằng. Nữ cảnh sát kia viên cũng không phải là chính thức biên chế, vẻn vẹn chỉ là một lâm thì công. Một bên ở tô móng tay một bên hồi đáp AH, đem tài liệu viết một cái. Nàng chỉ nói không làm việc, nói viết tài liệu, thế nhưng căn bản không đem tài liệu đưa cho Giang Sách. Giang Sách giống như một kẻ ngu si liếc mắt đứng ở cửa sổ phía trước, chờ đấy, rốt cục hắn các loại không nhịn được, mang theo tức giận nói rằng có thể đừng tô móng tay rồi không. Đem tài liệu văn kiện cho ta, ta mới có thể điền A. Na Lâm thì công nhíu chân mày lại, khẽ nâng lên mí mắt nhìn Giang Sách, giọng nói bất thiện nói rằng, ngươi gầm cái gì gầm. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, là ngươi có thể dương oai địa phương sao. Kêu nữa, ta đem ngươi cho xem ra. Bây giờ Lâm thì công tính khí thật vẫn đều là không nhỏ. Giang Sách song quyền nắm chặt, đã không nhịn được muốn nổi đóa. Ninh Mộng Nghiên phát hiện tình thế không đúng, biết Giang Sách là một bạo tính khí. Lại tùy ý hắn hổ đồ xuống phía dưới nhất định là phải ra khỏi chuyện, vì vậy đi nhanh lên qua đây khi cùng sự tình lão. Nàng ôm hài tử, lôi kéo Giang Sách ống tay áo, sau đó đối với Lâm thì công nói rằng, xin lỗi a, chúng ta vừa mới thái độ không tốt, xin hãy tha lỗi. Cái kia, có thể giúp chúng ta cầm một cái tài liệu văn kiện. Thuận tiện chúng ta điền sao? Thái độ như vậy giọng nói, đã phi thường khiêm tốn rồi. Còn kém quỳ xuống cầu Na Lâm thì công rồi. Nhưng chính là như vậy, vẫn là không làm nên chuyện gì, Na Lâm thì công vẫn là tự mình thoa móng tay dầu, cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ đấy. Giọng nói thái độ tương đương ác liệt. Người như vậy xuất hiện ở cửa sổ, để cho người khác thế nào làm việc. Đặc biệt bây giờ còn mưa, phía ngoài gió lạnh hô hô hướng bên trong thổi, Đinh Mộng Nghiên cóng đến đều có chút run, ôm thật chặt hài tử. Rất sợ đem con cho đông lạnh gặp. Nhìn thê tử cùng hài tử bị đông, Na Lâm thì công nhưng ở bên trong tiêu diêu tự tại thoa dầu sơn móng tay, là một nam nhân đều chịu không nổi, chớ đừng nói chi là Giang Sách rồi. Hắn nặng nề vỗ vào trên quầy, giận dữ hét, người đây là thái độ gì? Bây giờ là thời gian làm việc, có người tới làm việc, người nhưng ở sơn móng tay, người như ngươi xứng sao mặc đồng phục, vì nhân dân phục vụ. Cái này xem như là triệt để đốt mồi dẫn hỏa. Na nữ Lâm thì công phu không vui. Nàng ngẩng đầu, chỉ vào cửa phương hướng nói một chữ cút. Giang Sách lạnh lùng nhìn nàng, không nhúc nhích. Nữ Lâm thì công chừng hai mắt, không phải cút đúng vậy. Vậy ngươi đứng lấy được rồi, ngày hôm nay nhà các ngươi hài tử đừng nghĩ thượng hộ khẩu. Đừng nói ngày hôm nay, về sau nhà các ngươi hài tử cũng đều đừng nghĩ thượng hộ khẩu. Ta nói. Một cái nho nhỏ Lâm thì công, cư nhiên có thể như vậy khẩu suất cuồng ngôn, đó có thể thấy được của nàng dáng vẻ bệ vệ có bao nhiêu kiêu ngạo. Giang Nam khu, thực sự đến rồi tối tăm không ánh mặt trời lúc. Cuồng vọng, Giang Sách quát lên một tiếng lớn. Một tiếng này, như mãnh hổ xuống núi, tiếng hô rung động toàn bộ sơn lâm. Ở trong nhà nghỉ ngơi vài tên phiên trực cảnh sát nhân dân cũng đều bị giật mình. Một tên trong đó người đàn ông trung niên mở cửa phòng đi ra, dò hỏi chuyện gì xảy ra. Người nào ở nơi này kêu la om sòm. Na nữ Lâm thì công phu lập tức thu hồi mới vừa thái độ phách lối, bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, khóc nói rằng, đội trưởng, người nam kia khi dễ ta. A hát,
Lại có thể có người ở trong đồn công an khi dễ người, phản hắn. Đội trưởng nhìn về phía Giang Sách, chất vấn, chính là ngươi ở nơi này kêu la om sòm. Giang Sách không có chút nào khiếp đảm, lạnh như băng hồi đáp, không phải ta kêu la om sòm, là của các ngươi cán sự thật không có có tố chất. Nói, Giang Sách chỉ vào bàn kia lên dầu sơn móng tay nói rằng, rõ ràng là thời gian làm việc, nàng đã có lòng thanh thản sơn móng tay. Không có ai thời điểm cũng cho qua, mở một con mắt nhắm một con nhãn coi như qua. Vấn đề là, hiện tại có người tới công việc nghiệp vụ, nàng còn để cho người khác chờ đấy, ha ha, các ngươi đồn công an chính là chỗ này sao vì dân chúng phục vụ sao? Những lời này, những câu đều ở đây để ý. Na nữ lâm thì công phu mặt của đỏ vừa đỏ, dùng một loại phi thường ỏn ẻn giọng, đội trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta không có. Đội trưởng nhìn trên bàn dầu sơn móng tay, cười ha ha. Hắn vô cùng khinh thường nói, giờ làm việc sơn móng tay quả thực không đúng, thế nhưng cũng không cần phải như thế thượng cương lóc in nha. Dù sao nữ nhân nào không thích trưng diện, người người này cũng là, hơi chút các loại 1-2 phút thì thế nào. Biết rơi khối thịt sao, vẫn còn ở trong đồn công an đại hống đại khiếu, người đây chính là coi rẻ chúng ta. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Bao che dung túng, đùa thật đúng là quá lưu. Giang Sách thực sự đều phải bị tức giận bật cười. Nói rằng, vậy ngươi định làm gì rồi? Đội trưởng hai tay chắp ở sau lưng, ngửa đầu nói rằng, ngươi coi rẻ chúng ta, đương nhiên phải bị nghiêm phạt, không cố gắng trừng trị ngươi một chút, về sau sợ là cái gì miêu cậu cũng dám chạy đến chúng ta đồn công an tới nháo sự. Cũng không nhiều, liền quan ngươi 5 ngày. Hành chính tạm giam một cái, không có ý kiến chớ. Cái này ngược lại đánh một bừa cào bản lĩnh thực sự là lợi hại. Một bên Đinh Mộng Nghiên nóng nảy. Không phải là vội tới đưa bé tử thượng hộ khẩu nha, nhiều đơn giản một việc, hiện tại làm sao đem vấn đề bị quậy nghiêm trọng như vậy. Nàng sốt ruột nói, ta xem còn không tất a, liền hơi chút lớn tiếng điểm, chúng ta xin lỗi cũng có thể a. Không cần phải hành chính tạm giam 5 ngày nghiêm trọng như vậy a. Đội trưởng nở nụ cười. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Phải nói xin lỗi, có thể, đội trưởng chỉ nữ lâm thì công, nói rằng, nói với nàng ái náy a, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn. Ta là có thể xét xử lý. Nữ lâm thì công hông của cột cứng rắn, cao ngạo ngẩng đầu lên. Theo ta đấu, ngươi xứng sao? Lâm thì công căn bản cũng không đem Giang Sách để vào mắt, ngược lại có người thay nàng chỗ dựa. Nghĩ thế nào tùy ý làm bậy đều có thể. Giang Sách hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao một cái nho nhỏ lâm thì công đều có thể như vậy cuồng vọng lớn mật, thì ra phía sau là có người làm chỗ dựa. Hắn lạnh như băng nhìn đối phương, trong ánh mắt đều là phẫn nộ ý. Ninh Mộng Nghiên biết Giang Sách tính khí, nhanh lên lôi kéo Giang Sách ống tay áo, nhỏ giọng nói rằng, đại trưởng phu có được giãn được, nói lời xin lỗi dù sao cũng hơn đi vào ngồi chồm hổm 5 ngày được rồi. Chúng ta còn phải cho đứa bé tử thượng hộ khẩu, đừng chậm trễ, nhanh lên một chút nha. Là, đại trưởng phu là có thể khuất có thể duỗi. Thế nhưng, có một số việc là kiên quyết không thể nói xin lỗi. Tựa như chuyện ngày hôm nay, đây là nguyên tắc tính chuyện. Giang Sách lạnh như băng nói rằng, muốn ta cho một cái chỉ cao khí ngang, trong lòng không hề dân chúng vô liêm sỉ xin lỗi. Vọng tưởng. Na nữ lâm thì công phu sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Nàng lôi đội trưởng cánh tay nói rằng, đội trưởng ngươi xem, hắn căn bản cũng không xin lỗi. Đội trưởng cũng là nóng nảy. Tốt, lá gan của ngươi thật lớn nha, lại dám trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta cảnh viên. Ngươi đến, đưa cái này bất chấp phương pháp ra hỏa bắt. Long du nước cạn gặp tôm hí, hổ lạc bình dương bị chó khinh. Giang Sách làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình cư nhiên sẽ ở một cái nho nhỏ đồn công an gặp phải chuyện như vậy, đường đường tu la chiến thần, cao cao tại thượng tồn tại, lại bị một cái lâm thì công cho nhục nhã. Ha ha, Giang Nam khu thiên, thật là đen. Từ Giang Sách từ trước sau đó, cái này Giang Nam khu liền rắn mất đầu, tất cả yêu ma quỷ quái đều chạy đến, một điểm lòng sợ hãi cũng không có. Hắn là thực sự nổi giận. Sẽ ở đó chút cảnh viên chạy đến. Chuẩn bị đem Giang Sách bắt thời điểm. Bỗng nhiên, cửa tới một chiếc xe. Thị cục xe. Tất cả cảnh viên đều ngẩn ra,
Tại sao có thể có thị cục xe lái tới? Xe kia cửa mở ra, một người trung niên nam tử đi ra. Tất cả mọi người nhận được, người này tên là Dương Minh Tuyên. Là khu trưởng Nguyễn Bình Sương bí thư, thâm thụ Nguyễn khu trưởng yêu thích cùng tín nhiệm. Chúng nhân viên cảnh sát đều ngẩn ra, làm sao Dương bí thư sẽ đến một cái nho nhỏ đồn công an. Đại gia cũng không đoái hoài tới Giang Sách rồi. Đặc biệt đội trưởng, hắn lập tức tiểu bào đi tới cửa, cười đùa nói rằng, ai yêu, Dương bí thư, là gió nào đem ngài thổi tới. Nguyễn khu trưởng lão nhân gia ông ta gần đây đã hoàn hảo a. Dương Minh Tuyên mặt lạnh, có chút tức giận nói, Nguyễn khu trưởng thân thể coi như không tệ, thế nhưng ngươi nhưng phải đem Nguyễn khu trưởng cho tươi sống tức chết. A, đội trưởng suýt chút nữa không có sợ ngồi dưới đất, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi làm cho Nguyễn Bình Sương sức sống a. Đội trưởng xấu hổ vừa cười vừa nói, ai nha, Dương bí thư ngài đây là nói lời gì? Ta ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy nha. Ngươi không dám, Dương Minh Tuyên dùng ngón tay Giang Sách, ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem vị này Giang tiên sinh bắt ha? Giang tiên sinh, đội trưởng nhìn một chút Giang Sách, cau mày nói rằng, đúng vậy, ta đang chuẩn bị bắt hắn cho bắt lại, bởi vì hắn coi rẻ chúng ta, ở chỗ này kêu la om sòm, thậm chí muốn đánh lén cảnh sát. Đội trưởng cố ý đem Giang Sách tội danh an bài trọng một điểm, thuận tiện vì mình giải vây. Nào ngờ, Dương Minh Tuyên căn bản không ăn hắn một bộ này. Dương Minh Tuyên cười lạnh hỏi, vậy ngươi biết hắn là ai vậy sao? Đội trưởng lắc đầu. Dương Minh Tuyên tiếp tục nói, hắn gọi Giang Sách, là đem Nguyễn khu trường từ kề cận cái chết kéo trở về người. Cũng là hắn, làm cho Nguyễn khu trường khôi phục kiện khang. Người đem Giang tiên sinh bắt, đó không phải là chặt đứt Nguyễn khu trường đường sống, muốn đem Nguyễn khu trường hướng tử lộ trên bước sao. Lời này khả năng liền nghiêm trọng. Đội trưởng làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt tên nam tử này chính là Giang Sách, chính là cái kia đem Nguyễn khu trường trị hết thần y. Hắn nuốt nước miếng một cái, dọa sợ không nhẹ. Cái này, cái kia. Đội trưởng ấp úng cả buổi, một câu đầy đủ cũng không có nói ra. Còn có thể nói cái gì đó. Chính mình bao che thủ hạ, còn muốn oan uổng Giang Sách. Vốn muốn Giang Sách là một không có bất kỳ bối cảnh tiểu nhân vật, có thể tùy ý vuốt ve, nào ngờ nhân ra là Nguyễn khu trưởng ân nhân cứu mạng. Cái này, có thể coi là đá trúng thiết bản lên. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Ai? Đội trưởng bây giờ thật là một câu nói đều không nói được, thậm chí cũng không biết làm như thế nào đối mặt Giang Sách mới tốt. Na Dương Minh Tuyên lạnh như băng hỏi, người bây giờ định làm gì? Tiếp tục đem Giang tiên sinh bắt sao? Còn bắt, coi như cho hắn mượn một cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Đội trưởng khóc nói rằng, ái chà chà, Dương quản lý ngài nói gì vậy? Ta đều sai rồi một lần, chả thế nào có thể tiếp tục lại sai đi xuống. Giang tiên sinh đây chính là Nguyễn khu trưởng ân nhân cứu mạng, ta nói cái gì đều là không có khả năng làm cho hắn chịu đến một chút xíu tổn thương. Người A, luôn là sẽ bị tình thế đè không ngóc đầu lên được. Đừng xem đội trưởng vừa mới giữ như vậy, lúc này cũng thay đổi thành rùa đen rút đầu. Hắn cười ha hả đối với Giang Sách nói rằng, cái kia, Giang tiên sinh, vừa mới thực sự là xin lỗi a, ta chớ nên như vậy đối với ngài nói chuyện, kỳ thực chỉnh sự kiện đều là cái này tạm thời làm việc lỗi, nàng thời gian làm việc sơn móng tay, quá không ra gì. Mỗi người đều nở nụ cười. Vừa mới còn như vậy thiên vị tạm thời làm việc, lúc này trở nên phi thường chính nghĩa lăng nhiên, tốc độ trở mặt này còn nhanh hơn lật sách, cũng thực sự là say. Đinh Mộng Nghiên tằng hắng một cái, nói rằng, chúng ta đây ra hài tử lạc hộ vấn đề. Giải quyết, ngay lập tức sẽ giúp ngài giải quyết, đội trưởng đem tạm thời làm việc cho sốc lên tới, tự mình ngồi xuống cho Đinh Mộng Nghiên xử lý vấn đề, công việc kia thái độ, thật gọi cái cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như ngay từ đầu chính là cái này thái độ không phải tốt sao? Không nên làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Đinh Mộng Nghiên tự cấp hài tử lạc hộ thời điểm, Dương Minh Tuyên hướng về phía Giang Sách nháy mắt. Giang Sách ngầm hiểu, hai người đi tới một bên góc. Âm thầm, Dương Minh Tuyên nhỏ giọng nói rằng, Nguyễn khu trưởng hắn nâng ta đưa cái này đồ đạc mang cho ngài. Hắn lặng lẽ đem một cái túi giao cho Giang Sách. Giang Sách sách trong tay,
cũng không có mở ra xem cũng biết bên trong đựng là cái gì, bởi vì trong này gì đó hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là một cây súng lục. Dương Minh Tuyên nói rằng, Nguyễn Khu Trường sợ ngài gặp nguy hiểm, đặc biệt cho ngài thân thỉnh, hy vọng ngài tiện dụng nhất không đến. Giang Sách yên lặng cây súng lục thu vào. Có thể để cho Nguyễn Bình Sương khẩn trương như vậy, vậy nói rõ kế tiếp Giang Sách phải đối mặt nan đề, sẽ vô cùng trắc trở. Ba ngày sau, Hắc Thủy bến tàu, đến cùng sẽ có cái gì? Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thay ta cảm tạ Nguyễn Khu Trường, Giang Sách nói rằng, tốt, ta nhất định mang tới. Sau đó, Dương Minh Tuyên ly khai đồn công an, một đám người ở phía sau vẫy tay, na khách khí dáng vẻ miễn bản có bao nhiêu đê tiện rồi. Bên này Đinh Mộng Nghiên cũng xử lý tốt trên hộ tịch sự tình. Kết quả là, Đinh Mộng Nghiên liền cùng Giang Sách cùng rời đi rồi đồn công an, lái xe về nhà. Trên đường, Đinh Mộng Nghiên tò mò hỏi, vừa mới Dương Minh Tuyên đều theo như ngươi nói chút gì nha. Giang Sách giải thích, cũng không có nói cái gì chuyện cụ thể, chính là để cho ta gần nhất nhiều chú ý thân thể, nếu có người khi dễ ta, Nguyễn Khu Trường sẽ ra tới giữ gìn lẽ phải. Đinh Mộng Nghiên rất hài lòng nói rằng, đây là tốt vô cùng, lại nói tiếp, sự tình hôm nay thực sự rất tốt cảm tạ Nguyễn Khu Trường, nếu như không có Nguyễn Khu Trường, người lúc này ước đoán sẽ bị bắt lại. Bắt lại. Chỉ cần Giang Sách muốn, nửa phút đại quân áp cảnh. Chỉ là bây giờ không phải là hắn triển lộ thực lực thời điểm. Vì đối phó vẽ thượng tập đoàn, hắn phải tuyển trạch khiêm tốn ẩn nhẫn. Hậu tích bạc phát. Hắn yên lặng sờ soạng một cái trong ngực súng lục, trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang. Vẽ thượng tập đoàn, chúng ta không để yên. Giờ này khắc này, đang vẽ thượng tập đoàn bên trong đại lâu bộ phận. Ban giám đốc gian phòng. Công ty phó đồng thân liệt ngồi ở ghế trên. Hắn là thân hào ca ca, gia chủ trưởng tử, chuyên môn phụ trách Giang Nam khu một khối này. Có thể nói, vẽ thượng tập đoàn có thể có thành tích bây giờ, toàn bộ đều là nhờ vào thân liệt bành trướng. Lúc này, thân liệt một bên gọt lấy quả táo, một bên nhìn như mạn bất kinh tâm nói rằng, tam đệ, người gần nhất hành vi có điểm quá lỗ mãng. Cho vẽ thượng tập đoàn mang đến không ít tác dụng phụ a. Hắn nói, chính là gần nhất thân hào cùng Giang Sách một loạt đối kháng. Thân hào lạnh như băng nói rằng, ta làm sao lỗ máng. Còn không đều là Giang Sách tên khốn kiếp kia chủ động khiêu khích ta. Thân là vẽ thượng tập đoàn thành viên hội đồng quản trị, bị một cái nhãi con cho khiêu khích. Nếu như ta tuyển trạch im hơi lặng tiếng nói, người không khỏi cũng quá cho vẽ thượng tập đoàn mất mặt a. Hắn ngược lại vẫn hữu lý. Thân liệt nói rằng, Giang Sách khiêu khích ngươi, người tuyển trạch đáp lại không có vấn đề. Vấn đề là, người đáp lại. Lại thua. Chúng ta vẽ thượng tập đoàn ở Giang Nam khu cư nhiên thua, vấn đề này có thể to lắm đi. Thân hào lạnh rên một tiếng, không lời nào để nói. Bại bởi Giang Sách, là hắn trong lòng vẫn không qua được mấu chốt, điểm quyết định. Thân liệt tiếp tục nói, đoạn thời gian gần nhất ngươi không cần làm gì rồi, lãnh tĩnh một điểm. Ba ngày sau sẽ có một nhóm lớn hàng muốn đi qua, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi phải giữ được tỉnh táo, không muốn cho ta gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Các loại nhóm này hàng toàn bộ đều xử lý xong sau đó, đại ca ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi xử lý vấn đề, đem Giang Sách giải quyết rơi. Thân hào sửng sốt một chút, hỏi tới, đại ca, ngươi là nói gần nhất sẽ có một nhóm lớn hàng đến. Chúng ta đây vẽ thượng tập đoàn liền lại muốn kiếm bộn rồi. Kiếm tiền, là nhất định phải kiếm tiền. Thân liệt nói rằng, thế nhưng số tiền này không phải tốt như vậy kiếm. Bất kể là Giang Sơn Ấn vẫn là phía chính phủ, đều đã để mắt tới chúng ta. Giang Nam khu cái này xinh đẹp hậu hoa viên, lúc nào cũng có thể sụp xuống. Thân hào nở nụ cười, làm sao có thể biết sụp xuống. Ở Giang Nam khu chúng ta chính là thiên, ai dám đấu với chúng ta. Thân liệt cười ha ha, Giang Sách không phải dám không. Cái này... Thân hào không lời có thể nói, na Giang Sách quả thực khi dễ hắn khi dễ thảm, hết lần này tới lần khác thân hào vẫn còn không có cách nào đáp lại. Hanh! Để Giang Sách lại đắc ý ba ngày, các loại ba ngày qua đi, ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nói, thân hào đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Nhìn chính mình cái này bất thành khí đệ đệ, thân liệt bất đắc dĩ lắc đầu,
hắn thở dài nói rằng, đều người lớn như vậy. Làm việc còn giống như tiểu hài tử giống nhau. Nói, hắn lại mở ra máy vi tính, mở ra một tấm Giang Sách ảnh chụp. Lẩm bẩm, Giang Sách, đã từng Giang Nam khu người tổng phụ trách, bây giờ người thường. Ngươi, thực sự còn là một người thường sao? Thân Liệt phi thường nghịch ngợm đem Giang Sách ảnh chụp bỏ vào PS bên trong, sau đó đem đầu của hắn pê ở tại một con heo trên người. Ân, như vậy thì thích hợp sinh ra. Ngươi chính là một con heo. Theo chúng ta vẽ thượng tập đoàn đối kháng chính diện, nói ngươi là heo, đều là cất nhắc ngươi. Ở Thân Liệt trong lòng đã làm nhiều cái đối phó Giang Sách phương án, bất quá, những thứ này toàn bộ đều được dịp 3 ngày sau nhóm hàng kia an toàn đạt được sau đó mới có thể chấp hành. Hắn không biết là, hiện tại nhìn chằm chằm nhóm hàng kia, không chỉ có riêng chỉ có Thân Liệt bọn họ. Giang Sách, Nguyễn Bình xương mắt, cũng đã sớm chăm chú vào Na một khối. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Kế tiếp 3 ngày, Giang Nam khu u ám mưa rơi liên miên, mỗi ngày đều có tích tích lịch lịch mưa nhỏ rơi xuống, trên đường phố người đi đường che dù, không còn cách nào chứng kiến trời u ám bầu trời. Thần kỳ là, 3 ngày nay cũng là Giang Nam khu an tĩnh nhất 3 ngày. Cái gì chuyện trọng đại cũng không có phát sinh, bất kỳ phạm tội hoạt động cũng không có, giống như là thiên đường của nhân gian giống nhau. Nhưng loại an tĩnh này lại làm cho người cảm giác được sợ. Bởi vì Giang Nam khu cũng không phải là thiên đường, nó có tội ác của nó. Khi này chút tội ác cũng không nhìn thấy thời điểm, không phải nói rõ chúng nó tiêu thất, mà là chúng nó ẩn tàng rồi đứng lên, đang đợi trong nháy mắt bạo phát. Đại ác, gần đến. 3 ngày sau, lúc đêm khuya, 10 giờ. Giang Sách mặc toàn thân áo đen phục, đem cây súng lục kia dắt vào hông, sau đó đi ra khỏi cửa. Xuyên qua tích tích lịch lịch mưa nhỏ, ngồi lên xe. Hít thở sâu một hơi, hắn châm lửa ly khai. Bên trong phòng, Ninh Mộng Nghiên ngồi ở trên ghế salon, con mắt tuy là nhìn chằm chằm tivi, thế nhưng tư duy đã sớm theo Giang Sách đi. Giang Sách nói cho nàng biết nói, muốn đi ra ngoài thấy một cái lão bằng hữu, nhưng cũng không nói người bạn cũ này là ai. Hắn, đến tột cùng muốn gặp người nào? Hay hoặc là nói, hắn muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Ninh Mộng Nghiên trong lòng lo sợ bất an, tổng sợ Giang Sách sẽ ở bên ngoài tao ngộ nguy hiểm. Nàng thở dài, hết khả năng không đi suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình, muốn để cho mình đắm chìm trong kịch truyền hình trong, nhưng làm sao đều thoát khỏi không xong đối với Giang Sách lo lắng. Nàng, thực sự rất hoảng sợ. Trên đường, Giang Sách một mình lái xe hành xử ở đen như mực nhựa đường lối đi bộ. Nước mưa không ngừng hạ xuống, đột kích lấy cửa sổ xe. Hắn mở ra cần gạt nước, phi thường có quy luật tả hữu lay động. Hắc thủy bến tàu cũng không xa. Đang chạy rồi hơn 20 phút sau đó, Giang Sách liền đi tới bến tàu này. Đây là một cái chuyên môn dùng để dỡ hàng bến tàu, đều là quốc nội các đại thành thị giữa quay vòng trung tâm, bình thường không có gì lạ, nhìn qua không có chút nào chỗ đặc thù. Nhưng nếu Nguyễn Bình Sương làm cho Giang Sách tới nơi này, thì nhất định là có vấn đề. Giang Sách dừng hẳn xe sau đó, bất động thanh sắc xuống xe, đánh một bả dù đen, hành tẩu ở đen như mực màn đêm phía dưới. Người bình thường nếu như không phải tỉ mỉ đi xem, căn bản cũng sẽ không phát giác sự hiện hữu của hắn. Hắn cũng không biết chính mình muốn xem cái gì, vì vậy liền dọc theo bến tàu tùy ý dục dịch, nhìn này đáng thương khổ lực công. Mạo hiểm mưa to ở trong đêm khuya dỡ hàng, mỗi cái đều mệt đến chết khiếp, nhưng vì kiếm tiền lại không làm không được. Những người này, thật là thương cảm. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục, buổi tối 11 có một chút rồi, cũng chính là Nguyễn Bình Sương làm cho Giang Sách đến thời gian. Thời gian này, sẽ phát sinh cái gì? Lúc này, liền nghe được một tiếng ré dài, Giang Sách hướng phía tiếng kèn thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Phát hiện có một con thuyền cũng không thu hút thuyền tựa vào bến tàu. Ván cầu để xuống, không ngừng có khổ lực công lên thuyền đi đem hàng cho tháo xuống. Chiếc thuyền này, là 11 có một chút đạt đến. Nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Giang Sách vẫn là bén nhạy phát hiện một việc, đó chính là chiếc thuyền này đầu thuyền có một không thế nào thu hút ký hiệu, mà cái kia ký hiệu, chính là vẽ thượng tập đoàn tiêu chí. Chiếc thuyền này, là vẽ thượng tập đoàn thuyền. Phải biết rằng, vẽ thượng tập đoàn nhưng là Giang Nam khu nhất đẳng đại công ty,
thậm chí có thể nói là lớn nhất mạnh nhất công ty, nhưng bây giờ hàng hóa của bọn hắn lại dùng như thế một con thuyền tầm thường thuyền nhỏ đưa tới. Không khỏi có điểm quá mức đê điều a. Ở Giang Sách trong ấn tượng, Vẽ Thượng tập đoàn cũng không phải là thấp như vậy pha công ty a. Vì vậy hắn đi tới, đứng ở trên bến cảng nhìn. Càng thêm chuyện thần kỳ xảy ra, Giang Sách nhìn vẫn chưa tới 3 phút, thì có một gã xích cánh tay tráng hán đã đi tới, lấy tay vỗ xuống Giang Sách bả vai, dùng hồng trung vậy thanh âm nói rằng, bằng hữu, nhìn cái gì chứ? Tráng hán kia lực đạo trên tay phi thường lớn, phách Giang Sách vài cái cũng dùng sức rất mạnh. Đây nếu là đổi thành người bình thường, liền cái này vài cái, người ước đoán liền nằm trên mặt đất rồi. Nhưng Giang Sách không là người bình thường. Đối với tráng hán na vài cái, vỗ vào Giang Sách trên người liền cùng cù lét không có gì khác nhau, hắn căn bản cũng không có chút nào cảm giác. Lần này liền đem tráng hán cho nho nhỏ chấn nhiếp một bà. Giang Sách cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn na thuyền nhỏ. Thản nhiên nói, ta đang nhìn Vẽ Thượng tập đoàn là thế nào dỡ hàng. Tráng hán sửng sốt một chút. Cái này dỡ hàng có gì để nhìn? Đương nhiên đẹp, Giang Sách nói rằng. Vẽ Thượng tập đoàn lớn như vậy công ty, cư nhiên dùng nhỏ như vậy thuyền vận chuyển hàng, bọn họ từ lúc nào thấp như vậy điều. Đột nhiên, Giang Sách hỏi, người biết Vẽ Thượng tập đoàn nhóm này hàng rốt cuộc là cái gì không? Tráng hán mày nhíu lại lại, không nói chuyện. Giang Sách tiếp tục quan sát. Nhóm hàng kia, toàn bộ đều là dùng bên dài một thước hình lập phương cái dương chứa, hai gã khổ lực công khiêng một cái đi xuống giữa hàng, nhìn qua vô cùng trọng. Cũng không biết bên trong đến tột cùng chứa là cái gì. Tráng hán âm lãnh nghiêm mặt, nói rằng, nhìn đủ rồi chưa? Có thể đi được chưa? Giang Sách hồi đáp, ta rất muốn biết bên trong dương đến tột cùng chứa là cái gì. Là cái gì đều với ngươi không có quan hệ. Đi! Tráng hán không thể lại để cho Giang Sách tiếp tục xem tiếp. Hắn cảm giác có dũng khí, Giang Sách tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, nói không chừng biết hiện trường làm phá hư. Kết quả là, tráng hán liền tóm lấy rồi Giang Sách bả vai, muốn kéo hắn ly khai. Nhưng lúng túng một màn xảy ra. Giang Sách giống như là bàn thạch thông thường đứng ở đó, không chút sức mẻ. Tráng hán lôi vài cái cũng không có đem Giang Sách cho kéo di chuyển, khí lực của hắn cũng không nhỏ, sao lại thế liền một cái người thường đều kéo bất động. Tráng hán nóng nảy. Hắn đưa hai tay ra muốn tới kéo Giang Sách, lại bị Giang Sách theo tay vung lên liền cho đẩy ra rồi. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Vừa lúc đó, càng thêm hết ý sự tình xảy ra, trong đó có hai gã khổ lực công không biết là bởi vì quá mệt nhọc, hay là bởi vì trời mưa trơn trượt, dĩ nhiên mất thăng bằng tè ngã xuống đất, vận chuyển cái dương cũng rơi trên mặt đất, lăn hai vòng. Ở cái dương lăn lộn trong quá trình, ở trong đó truyền ra, a, hét thảm một tiếng. Bé gái kêu thảm thiết. Cái này... Toàn trường người ngây ngẩn cả người. Những khổ kia lực công từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn na rơi dưới đất cái dương, nhìn lại mình một chút trong tay cái dương, sợ đến không dám động. Chẳng lẽ, phương diện này giả bộ toàn bộ đều là người sống? Vẽ Thượng tập đoàn vận chuyển hàng, vận chuyển là người sống. Trường hợp như vậy là tất cả khổ lực công chưa từng thấy qua, bọn họ lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám vận chuyển người sống a. Vậy tặng hàng rõ ràng hợp lý nhíu mày, thấy không ổn. Vì vậy hắn la lớn, đều lo lắng làm cái gì. Mau nhanh mang hàng a. Một gã khổ lực công nói rằng, na bên trong dương dường như giả bộ là nhân. Rõ ràng hợp lý nở nụ cười, cái gì chó má người a. Ở trong đó giả bộ đều là một ít quý giá rượu, vừa mới rơi trên mặt đất thời điểm ước đoán đánh nát, các ngươi đều nghe sai rồi. Kẻ ngu si mới có thể nghe lầm. Rõ ràng hợp lý tiếp tục nói, các ngươi nhanh lên mang, nếu như tốc độ rất nhanh, lúc này đây ta cho các ngươi gấp đôi tiền lương. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Vừa nghe đến, gấp đôi tiền lương, tất cả khổ lực công nên cái gì cũng không xía vào. Bên trong dương đựng gì thế cũng không trọng yếu. Quan trọng là, tiền. Chỉ cần cho tiền nhiều đủ, để cho bọn họ làm cái gì đều được, bởi vì thế giới này trên không có tiền là không được. Lúc này, Giang Sách cất bước đi tới. Người khác sẽ bị tiền hấp dẫn, hắn sẽ không, người khác biết bởi vì sợ mà không dám tới gần.
hắn sẽ không, người khác biết mở một con mắt nhắm một con nhãn, hắn sẽ không. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Giang Sách đi tới cái giường bên, một tay che dù, một tay ấn ở tại trên cái giường. Hai gã khổ lực công nhìn nhau một cái, cũng không biết hắn đây là ý gì. Bằng hữu, làm gì chứ? Đừng quấy rầy chúng ta làm việc. Giang Sách từ tốn nói, các ngươi không có nghe sao? Phương diện này có tiểu cô nương đang gọi, bên trong đựng là nhân. Người, không thể, người nghe lầm. Hai gã khổ lực công muốn lên tới đem cái giường dọn đi, nhưng Giang Sách tay ấn ở phía trên. Người khác căn bản là không thể động đậy. Lúc này, rõ ràng hợp lý đã đi tới, mắng, người người nào? Che ở nơi đây làm cái gì? Nhanh xéo ngay cho ta, nếu không. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có một đống lớn tráng hán đi ra. Vừa mới một người tráng hán không đối phó được Giang Sách, hiện tại có một đoàn. Không tin còn không đối phó được. Giang Sách nhưng không có chút nào lo lắng. Hắn âm thầm đem bàn tay vào bên hông, sau đó đem thương rút ra, hướng về phía bầu trời liền mở ra một thương. Thình thịch, một tiếng súng vang, tất cả mọi người sợ đến quỳ rạp trên mặt đất, sợ bị thương cho bắn trúng. Đây là người nào? Vì sao trên người còn có thương? Giang Sách cũng không có theo chân bọn họ nói bất luận cái gì một câu nói, mà là đem nòng súng nhắm ngay cái dương khóa vị trí, tiếp tục mở hai phát súng. Khóa, mở ra. Giang Sách dùng sức đem mở dương ra, sau đó, ánh mắt mọi người đều phim truyền hình đi qua. Chỉ thấy na bên trong dương cư nhiên thực sự chứa một cái tiểu cô nương. Đó là một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Ăn mặc đơn bạc y phục, có giúp ở bên trong dương, nhìn qua vô cùng thương cảm. Kỳ quái là, tiểu cô nương này cùng người bình thường không giống nhau lắm. Thân thể của hắn mặt ngoài có nhiều vô cùng hoa. Không sai, chính là hoa. Ngay từ đầu Giang Sách còn tưởng rằng này hoa là bên trong dương hàng, nhìn kỹ mới phát hiện, này hoa cư nhiên sinh trưởng ở trên người cô bé. Hoa gân mạch, không vào bé gái thân thể. Thực vật cùng người sống. Sinh trưởng với nhau, nhìn qua giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong quái vật. Mọi người vẫn đều nói cái gì người sống đời sống thực vật, người sống đời sống thực vật. Ngày hôm nay, Giang Sách xem như là thấy được cái gì mới thật sự là người sống đời sống thực vật. Cô bé này, thực sự vẫn là nhân loại sao? Trên người của nàng, từ trên xuống dưới sinh trưởng được có hơn 10 đóa hoa, tuy là còn chưa mở thả. Chỉ là nụ hoa bộ dạng. Nhưng có thể nhìn ra này hoa rất là tiên diễm. Đồng thời, Giang Sách phát hiện một việc, cô bé này bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đó không phải là bình thường sợ hãi. Là một loại, chủng tộc giữa sợ hãi. Tựa hồ nhân loại ở bé gái trong mắt vô cùng đáng sợ, tựa như tiểu bạch thỏ thấy được đại hôi lang giống nhau. Đây là một loại thấy được khắc tinh cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ nói, tiểu cô nương này thật không phải là nhân loại. Mà là một loại không biết đặc thù chủng loại. Khả năng sao? Giang Sách trong lòng sản sinh một vạn nỗi nghi hoặc. Cái này vẽ thượng tập đoàn phía sau, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật nha? Trước mắt tên này bé gái xuất hiện, làm cho hiện trường tất cả mọi người mất đi một tấc vuông, đặc biệt phát hiện bé gái thân thể tầng ngoài lại còn sinh trưởng thực vật, những khổ kia lực công phu toàn bộ đô sợ hãi, mỗi một người đều núp ở trong góc, sợ bị quái vật này cho thương tổn. Kỳ thực bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như cái quái vật này thực sự lợi hại như vậy nói, cũng sẽ không bị đơn giản như vậy nhốt tại bên trong dương, bị người trở thành hàng giống nhau vận chuyển. Giang Sách che dù đứng ở trong mưa, cùng bên trong dương chính là cái kia tiểu cô nương bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng sinh ra một to lớn thương hại. Hắn chính là có con nít, còn là một nữ nhi. Nếu có người đem Giang Sách nữ nhi trở thành hàng đưa tới đưa đi nói. Na Giang Sách nhất định phải đem người nọ cho tháo thành tám khối không thể. Giang Sách hướng phía tiểu cô nương vươn tay, là muốn đưa nàng cho mang đi. Nhưng tiểu cô nương căn bản cũng không dám từ bên trong dương đi ra, giống như là bị tuần phục giống như con khỉ, bất kỳ cử động đều sẽ hù được nàng. Nàng co rúm ở cái dương tận cùng bên trong, một đôi mắt chớp chớp nhìn, đều là sợ hãi. Lúc này, một đám người xông tới. Đồng thời trong tay mỗi người đều cầm thương. Nhiều như vậy thương, coi như là Giang Sách cũng không khả năng toàn thân trở ra. Đoàn người mau tránh ra, một người đàn ông đi ra,
chính là vẽ thượng tập đoàn Giang Nam khu người phụ trách, Phó Đổng Thân Liệt. Hắn đứng ở trước mặt nhất, lạnh lùng nhìn Giang Sách. Lúc đầu cho rằng phải đợi qua đêm nay mới chịu cùng Giang Sách chính diện quyết đấu. Không nghĩ tới nói trước, Giang Sách cư nhiên biết một thân một mình chạy đến Hắc Thủy bến tàu đi tìm cái chết. Thân Liệt hỏi, Giang Sách, nói cho ta biết, người tại sao lại muốn tới nơi đây? Vì sao? Giang Sách chỉ bên trong Dương tiểu cô nương, nói rằng, đây chính là ta tới Hắc Thủy bến tàu lý do. Đêm nay, hắn chính là vì những thứ này mà đến. Thân Liệt nhíu mày, người đều biết chút gì. Kỳ thực Giang Sách cái gì cũng không biết. Giang Sách cố ý nói rằng, ta biết cái gì, không biết cái gì, cần với người hội báo sao. Thân Liệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhún vai. Không sao cả, ngược lại ngươi có theo hay không ta hội báo, ta đều sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Hắn giơ tay lên, lập tức, tất cả thương đều nhắm ngay Giang Sách. Chỉ cần Thân Liệt tay vung xuống đi, lúc đó chàng mấy chục cái thương đồng thời xạ kích, Giang Sách chắc chắn phải chết. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng còi xe cảnh sát truyền tới. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát đem hiện trường cho bao bọc vây quanh, tất cả mọi người bị vây ở rồi bên trong. Thân Liệt nhướng mày, lập tức ý bảo mọi người khẩu súng thương cho thu. Sau đó, cảnh sát nhao nhao xuống xe, đem hiện trường đoàn đoàn bao vây, một cái cũng đừng nghĩ đi. Khu trưởng Nguyễn Bình Sương đi ra, bên người có người cho hắn bung dù. Thân Phó Đồng, lớn buổi tối ở chỗ này làm cái gì nha? Tụ tập nhiều người như vậy. Đây là chuẩn bị muốn phách phim Hong Kong sao? Nguyễn Bình Sương trong giọng nói mang theo một sát khí. Thân Liệt cũng không có bị hù dọa, mà là vô cùng nhạt nhưng nói, ta nghe nói có người làm bộ vẽ thượng tập đoàn thuyền tới vận chuyển hàng, đặc biệt dẫn người đến xem, để tránh khỏi công ty hình tượng chịu đến tổn hại. A hát, có loại chuyện thế này. Nguyễn Bình Sương hướng phía chiếc kia thuyền nhỏ nhìn sang, quả nhiên có vẽ thượng tập đoàn tiêu chí, vì vậy hắn nói rằng, đúng vậy. Thật là vẽ thượng tập đoàn tiêu chí. Thân Liệt nói rằng, mặc dù là chúng ta vẽ thượng tập đoàn tiêu chí, nhưng chiếc thuyền này lại theo chúng ta không có một tia một hào quan hệ. Nguyễn khu trưởng, ngài không nên bị kẻ bắt cóc cho lừa gạt rồi. Yên tâm, sẽ không. Nguyễn Bình Sương tiếp tục nói, na nếu không phải vẽ thượng tập đoàn thuyền, ta thì có cần phải mang về yên lành điều tra một phen, thân Phó Đồng, có thể chứ? Thân Liệt điều kiện tốt nhất co rúm. Hiển nhiên là đối với kết quả như vậy tương đương không hài lòng. Nhưng hắn có thể nói, không phải, sao? Này bên trong Dương, mỗi cái đều chứa, người sống đời sống thực vật, loại chuyện như vậy nếu như tính tới vẽ thượng tập đoàn trên đầu, vậy sau này thời gian khả năng liền không dễ chịu lắm. Mặc dù bây giờ cũng không tốt hơn. Hít thở mấy cái thật sâu, Thân Liệt nói rằng, những hàng này không rõ lai lịch, vốn là hẳn là giao cho cảnh sát, hơn nữa. Cũng không phải chúng ta vẽ thượng tập đoàn hàng, làm sao cũng không tới phiên ta tới nói a. Nguyễn khu trưởng, ngài phải làm sao, xin tự nhiên. Nguyễn Bình Sương gật đầu, nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Hắn vung tay lên, cảnh sát đem hiện trường cho phong tỏa, tất cả cái Dương toàn bộ bộ đô khấu lưu xuống tới, này phụ trách vận chuyển rõ ràng hợp lý, cu ly công phu toàn bộ đô bắt. Còn như Thân Liệt bọn họ. Từ đâu tới về đâu mà đi. Bây giờ còn chưa phải là cùng vẽ thượng tập đoàn coi là sổ cái thời điểm, Nguyễn Bình Sương muốn, chỉ là một nhóm hàng này mà thôi. Ở lập tức thời điểm, Thân Liệt trên mặt của tràn đầy phẫn nộ. Một nhóm hàng này, ảnh hưởng tương lai vẽ thượng tập đoàn ở Giang Nam khu xu thế. Là ra không được bất luận cái gì hết ý, hết lần này tới lần khác, còn toàn bộ đô bị Nguyễn Bình Sương cho giữ lại. Còn có cái kia Giang Sách. Hắn xuất hiện cũng rất đột ngột. Nếu như không phải Giang Sách xuất hiện, Thân Liệt là tuyệt đối sẽ không mang người đi ra vây quanh. Cũng sẽ không bị Nguyễn Bình Sương cho vây đánh rồi. Loại cảm giác này giống như là dẫn xà xuất động. Thân Liệt, bị Giang Sách, Nguyễn Bình Sương cho liên thủ lại đùa bỡn, cảm giác này có thể tuyệt không dễ chịu. Bên kia, Nguyễn Bình Sương đi tới Giang Sách trước mặt, phi thường thành khẩn nói một câu, xin lỗi a, Giang tiên sinh. Làm cho ngài làm một hồi mồi. Giang Sách cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là nhìn bên trong Dương tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi, đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Bình Sương cũng biến thành nghiêm túc.
hắn đồng dạng nhìn tiểu cô nương kia, cau mày nói rằng, ta cũng không biết a. Ta chỉ biết đêm nay đơn này hàng đối với Vệ Thượng tập đoàn trọng yếu phi thường, làm cho Giang tiên sinh ngươi qua đây, chính là muốn đả thảo kinh xà, nhìn nhóm này hàng là cái gì, ta mới có thể mang người hành động. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, nhóm này hàng cư nhiên sẽ là người. Không đúng, bên trong dương này chứa, còn có thể xem như là người sao. Nhìn tiểu cô nương kia mặt ngoài thân thể dài ra nhiều đóa hoa, nói thật dễ nghe điểm là hoa tiên tử, nói khó nghe một chút, đó không phải là quái vật sao. Tiểu cô nương này, cùng với khác bên trong dương giam giữ, người sống đời sống thực vật, đều phi thường có giá trị nghiên cứu. Có thể, nghiên cứu rõ ràng những thứ này, là có thể lý giải Vệ Thượng tập đoàn sau lưng bí mật. Giang Sách hết sức chăm chú nói, Nguyễn khu trưởng, ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cho ngươi làm một hồi mồi, ngươi được bồi thường ta. Bồi thường, phải bồi thường. Nguyễn Bình Sương hỏi, vậy không biết Giang tiên sinh muốn làm sao bồi thường? Tiền thưởng, vẫn là cái gì? Tiền thưởng. Giang Sách có thể tuyệt không thiếu tiền. Hắn dùng ngón tay chỉ bên trong dương tiểu cô nương, nói rằng ta muốn nàng. Cái này. Nguyễn Bình Sương khó khăn vô cùng. Tiểu cô nương này nhưng là vô cùng trọng yếu nghiên cứu phẩm, là đả kích Vệ Thượng tập đoàn vô cùng trọng yếu manh mối cùng chứng cứ. Làm sao có thể đơn giản giao cho người khác? Thế nhưng nghĩ lại, toàn bộ Giang Nam khu y thuật tốt nhất không phải là Giang Sách sao? Có thể, Giang Sách có thể lấy tiểu cô nương này vì đột phá khẩu, tìm ra Vệ Thượng tập đoàn bí mật cũng khó nói. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Nguyễn Bình Sương liền biết thời biết thế nói rằng, ok. Không có vấn đề, tiểu cô nương này liền giao cho Giang tiên sinh ngài xử trí. Nhưng có một chút ta phải muốn trước giờ nói rõ ràng, từ tục tiểu nói ở phía trước, tiểu cô nương giao cho Giang tiên sinh ngươi không có vấn đề, thế nhưng ta cần tiểu cô nương này bình an, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Giang Sách phi thường tự tin hồi đáp, đây là tự nhiên. Ân, Nguyễn Bình Sương nhìn tiểu cô nương kia, nói rằng, liền cho nàng lấy cái danh hiệu vì Hoa tiên tử, tạm thời giao cho Giang tiên sinh ngươi tới xử trí. Mặt khác, ta sẽ không định giờ an bài cảnh viên đến đây xác nhận an toàn, đây là cần thiết thủ tục. Giang tiên sinh ngươi bỏ qua cho. Ân. Hai người thương lượng xong sau đó, những thứ khác cái dương toàn bộ bộ đô mở ra, quả nhiên bên trong đều chở đầy người. Đồng thời từng cái đều cùng tiểu cô nương giống nhau, trên người sinh trưởng đóa hoa. Những thứ khác, người sống đời sống thực vật. Toàn bộ bộ đô bị cảnh sát mang đi, chỉ có Hoa tiên tử bị Giang Sách cho mang đi. Giang Sách làm cho bình nước đem Hoa tiên tử cho đưa cho nhân trị y quán. Giao cho tân con dân, đặc biệt khai báo bảo vệ tốt Hoa tiên tử, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bình nước đương nhiên không dám buông lỏng, dọc theo đường đi đều vô cùng cẩn thận. Ở đem Hoa tiên tử đưa đến sau đó, còn tăng cường công việc bảo vệ. Ở nhân trị y quán phụ cận an bài đại lượng nhân viên bảo vệ. Không chỉ có như vậy, càng là an bài 12 hoàng kim thiên hạt cùng ma yết thay phiên trông coi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Còn như Giang Sách, hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, vào lúc ban đêm chỉ là về đến nhà, như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Đã trở về, Ninh Mộng Nghiên lập tức đi liền đi tới. Bang Giang Sách cây dù đi mưa cho cầm tới, đặt ở trên cái giá. Thiên đô đã sắp sáng, Đinh Mộng Nghiên vẫn không có ngủ. Không phải là không muốn ngủ, mà là lo lắng ngủ không yên. Giang Sách vuốt ve Đinh Mộng Nghiên gương mặt của, cảm thấy vô cùng không nỡ, cũng cảm thấy ấm áp, cả đời nếu như có thể có một sâu như vậy yêu nữ nhân của mình, vậy cũng không tính là sống uổng phí. Nghỉ ngơi đi. Ân. Hai người rửa mặt chải đầu hoàn tất sau đó, ngủ rồi. Ninh Mộng Nghiên thật chặt ôm ở Giang Sách, rất sợ hắn biết từ trong tay chính mình trốn, cái loại này sợ mất đi cảm giác, Ninh Mộng Nghiên vô cùng mãnh liệt. Vẫn ngủ thẳng hơn một giờ chiều, Giang Sách chỉ có xoay người xuống giường. Tay chân vô cùng mềm mại, không có ầm ĩ đến Ninh Mộng Nghiên. Hắn xuyên hết y phục sau đó, ở Ninh Mộng Nghiên trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Một câu nói chưa nói, ly khai gian nhà. Còn rất nhiều sự tình đang chờ Giang Sách đi làm, cô bé kia Hoa tiên tử. Trên người đến tột cùng cất giấu bí mật gì, nhất định phải vạch trần. Giang Sách chạy, lái xe chạy đi nhân trị y quán. Cũng không lâu lắm,
hắn lái xe đã tới hiện trường, tuy là cửa không có ai, nhưng Giang Sách có thể cảm thụ được nhân trị y quán nằm ở trọng điểm bảo vệ trong trạng thái. Nói rõ bình nước làm khá vô cùng. Giang Sách bước vào, mới vừa vào phòng, liền thấy tân con dân hưng phấn ở trong phòng đi tới đi lui, giống như là Columbus phát hiện tân đại lục giống nhau, hưng phấn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chứng kiến Giang Sách đến, tân con dân hô lớn, Giang Sách ngươi cuối cùng cũng tới, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này tồn tại thượng đế sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta, khẳng định tin tưởng. Xong, triệt để điên rồi. Tân Uẩn từ giữa phòng đi ra, lạnh mặt nói, ba, ngươi không muốn lại nói lung tung rồi có được hay không? Như vậy đối với người khác vô cùng không tôn trọng. Tân Tử Dân lúng túng tằng hắng một cái, đã biết, ta sẽ chú ý. Lập tức, Tân Tử Dân lôi kéo Giang Sách tay đi vào trong. Vừa đi vừa nói chuyện, người tối hôm qua đưa tới tiểu cô nương này thật sự là quá thần kỳ, ở trên người nàng chuyện đã xảy ra, ngươi là khó có thể tưởng tượng, tới, ta mang ngươi nhìn. Ở Tân Tử Dân dưới sự hướng dẫn, Giang Sách đi tới một cái phòng nghiên cứu. Nơi này là Tân Tử Dân bình thường nghiên cứu dược vật địa phương, bây giờ bị sửa sang lại đi ra, còn mang tới một tấm giường bệnh, làm cho Hoa Tiên Tử nằm mặt trên. Tiến hành nghiên cứu. Thời khắc này Hoa Tiên Tử nhắm mắt lại, như là đang ngủ giống nhau. Cùng tối hôm qua bất đồng chính là, Hoa Tiên Tử trên mặt của có một ít huyết sắc, nhìn qua vẫn là rất kiện khang, so với hôm qua buổi tối na trắng hếu dáng vẻ muốn tốt rất nhiều. Nhìn ra được, cái này trong vòng 7, 8 tiếng. Tân Tử Dân đã làm không ít nỗ lực. Nàng đang ngủ, Giang Sách hỏi. Ân, Tân Tử Dân hướng phía Giang Sách vẫy vẫy tay. Làm cho Giang Sách tới gần một điểm nhìn nữa. Ngày hôm qua Giang Sách cùng Hoa Tiên Tử vẫn có khoảng cách nhất định, cộng thêm buổi tối bầu trời tối đen, cũng không phải là nhìn quá rõ, lúc này gần gũi ở thủ thuật đèn chiếu xuống tỉ mỉ quan sát, có thể đem Hoa Tiên Tử trên người từng cái bộ vị đều nhìn thanh thanh sở sở. Có thể chứng kiến, sinh trưởng ở Hoa Tiên Tử trên người này hoa, bọn họ rễ cây đều đã thâm nhập đến rồi Hoa Tiên Tử trong da, giống như là trường tiến trong bùn đất. Tân lão gia tử, những thứ này hoa xác định là chân thật sao? Giang Sách còn ôm một tia huyễn tưởng, cảm thấy có thể hay không có thể là hành động gì nghệ thuật, đều là giả. Nhưng Tân Tử Dân bỏ đi hắn cái ý nghĩ này. Tân Tử Dân nói rằng, những thứ này hoa toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Cũng không phải là giả. Hơn nữa ta đã kiểm tra qua, hoa rễ cây cùng bé gái gân mạch đã liền tại một cái bắt đầu. Thần kỳ a! Nhân loại cùng thực vật gân mạch liền tại một cái bắt đầu. Những thứ này hoa cùng tiểu cô nương tạo thành một loại sinh mệnh thể cộng đồng, ta không biết là trời sinh như vậy, vẫn là hậu thiên đi qua nhân công hoàn thành. Nếu như là người cộng hoàn thành, sao đủ bảo trì đóa hoa cùng nhân loại đồng thời bất tử, cái này cần cao minh bao nhiêu tay thuật a? Quả thực giống như là, chiết cây. Vấn đề là, chiết cây chỉ có đem thực vật chiết cây đến thực vật trên, chưa từng có nghe nói qua. Đem thực vật gả nhận được thân thể của nhân loại trên. Dùng nhân loại dòng máu cùng với thân thể chất dinh dưỡng, tới cung cấp nuôi dưỡng những đóa hoa này. Giang Sách nói rằng, nói cách khác, những đóa hoa này lúc này chính là tiểu cô nương thân thể một bộ phận, giống như là tay nàng, chân của nàng giống nhau. Tân Tử Dân gật đầu, không sai. Đây cũng không phải là nhân loại có thể hoàn thành chuyện, đây là thần thích, đây là chỉ có thượng đế mới có thể hoàn thành kỳ tích. Trời ạ, ta cư nhiên có thể ở sinh thời chứng kiến như vậy tràng cảnh, thực sự quá làm ta kinh ngạc. Giang Sách đồng dạng kinh ngạc. Tuy nói hắn là tu la chiến thần, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Vậy do lương tâm mà nói, trường hợp như vậy hắn vẫn thật là chưa thấy qua. Hắn đứng ở bàn mổ trước, nhìn kỹ Hoa Tiên Tử, giống như là đang thưởng thức nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, hắn lại sinh ra nhiều vô cùng nghi vấn. Hoa Tiên Tử sẽ biến thành cái dạng này, là trời xanh vẫn là chiết cây. Nếu như là chiết cây, như vậy là của ai thủ bút? Vẽ thượng tập đoàn mục đích là cái gì? Đem như thế, kỳ dị, nhân loại trở thành hàng giống nhau vận chuyển đến rồi Giang Nam khu, vẽ thượng tập đoàn đến tột cùng muốn từ trên người của bọn họ ép đến vật gì vậy? Những thứ này, Giang Sách đều muốn không thông. Hắn hỏi tới, Tân lão gia tử, theo ý của huynh. Tiểu cô nương này có cái gì đặc thù giá trị sao? Tân Tử Dân sờ sờ râu mép,
nói rằng, đặc thù giá trị nha, tạm thời còn không nhìn ra. Dù sao ngoại trừ rất thần kỳ ở ngoài, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Bất quá, Tân Tử Dân chỉ hoa tiên tử trên người này nụ hoa, nói rằng ta cuối cùng có một loại trực giác. Những thứ này nụ hoa có thể là bên ngoài giá trị chỗ, chỉ cần những thứ này nụ hoa mở ra, nhất định có thể có được đại lượng bí mật. Phải. Giang Sách nhìn này nụ hoa, đã ở đợi chúng nó nở rộ nhất khắc. Vẽ thượng tập đoàn phía sau ẩn núp bí mật, nhất định phải ở hoa tiên tử trên người đạt được giải đáp. Lúc này, Tân Uẩn đã đi tới. Tức giận phi thường nói, các ngươi nhìn đủ chưa? Có thể đi ra sao? Giang Sách cùng Tân Tử Dân đồng thời sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được. Cô bé này tuy nói phi thường thần kỳ, nhưng nàng dù sao vẫn là cái tiểu cô nương. Thậm chí khả năng chính là nhân loại, nàng cũng là có hỉ nộ ái ố, làm sao có thể tại chỗ vật phẩm giống nhau tùy ý nghiên cứu. Hai cái đại nam nhân cứ như vậy nhìn một cô bé, không thích hợp à. Tân Uẩn là nữ nhân, tâm tư cẩn thận, nghĩ tới Tân Tử Dân cùng Giang Sách cũng không nghĩ đến gì đó. Đây chính là nữ nhân cảm tính tư duy. Nàng vừa giúp trợ hoa tiên tử rửa mặt chải đầu, một bên hơi đau thương nói rằng, trải qua mấy canh giờ này quan sát, hoa tiên tử hẳn là chỉ có đứa trẻ 3 tuổi chỉ số IQ. Nàng hữu tình cảm giác, biết sợ, nhưng cũng không thể đi qua ngôn ngữ, hoặc có lẽ là, nàng căn bản cũng sẽ không nói. Tựa hồ, nàng ở lúc còn rất nhỏ cũng đã bị coi thành rồi vật thí nghiệm, tiến hành chiết cây. Giang Sách nuốt nước miếng một cái. Nếu như là như vậy, na hoa tiên tử thật sự là quá đáng thương. Không chỉ là hoa tiên tử, còn có rất nhiều giống như hoa tiên tử người giống vậy, bọn hắn cũng đều ở lúc còn rất nhỏ đã bị trở thành vật thí nghiệm, tiến hành chiết cây. Đây là một loại phi thường thiếu đạo đức hành vi. Có thể nói, vẽ thượng tập đoàn làm như vậy, nhất định chính là không bằng heo chó. Cho tới giờ khắc này, Tân Tử Dân chỉ có đổi lời nói chuyện, ta sai rồi, trên cái thế giới này cũng không tồn tại thượng đế. Hoa tiên tử xuất hiện, cũng không phải là thượng đế kiệt tác. Mà là ác ma tác phẩm, địa ngục vắng vẻ, ác ma ở nhân gian a. Giang Sách thở dài, xoay người rời khỏi phòng. Đi tới cửa, hắn hướng phía bên ngoài nhìn sang, hôm nay khí trời như trước không phải tốt, bầu trời vẫn là hôi mông mông, không biết từ lúc nào liền lại sẽ bắt đầu mưa. Hắn tự lẩm bẩm, vẽ thượng tập đoàn, các ngươi đến cùng đang đùa cái trò gì. Giang Sách trải qua vô số đối thủ, trong đó đủ thủ đoạn cao minh hạng người. Tỷ như chủ nhà họ Đàm Đàm Vĩnh Cửu Thắng loại này siêu cấp cáo giả. Thế nhưng, chưa từng có bất kỳ một cái nào đối thủ, làm cho Giang Sách sản sinh quỷ dị cảm giác kinh khủng. Loại cảm giác này, giống như là khi còn bé đang nhìn phim kinh dị. Giống như là trinh tử từ trong máy truyền hình bò ra, giống như là già cây dừa từ thang lầu phía dưới từ từ leo lên, na kéo kẹt thanh âm, khiến người ta nghe xong liền toàn thân run. Giang Sách cũng không phải là e ngại đối thủ, mà là e ngại lòng người xấu xí. Vẽ thượng tập đoàn, đến tột cùng vì dạng lợi ích gì, mới có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình tới. Hắn nắm chặt nắm tay. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem vẽ thượng tập đoàn nhổ tận gốc, triệt để chảm trừ. Hoa tiên tử sự tình tạm thời buông, Giang Sách về đến nhà. Vừa mới đến nơi đến chốn, liền thấy. Một chiếc xe con dừng ở cửa xe mở ra, hai cái tráng hán khiêng một cái cặp đi đến, phía sau còn theo một cái hơn 50 tuổi bà bác trung niên. Tiểu Cầm ở đâu, hàng đến rồi. Bác gái vừa đi vừa nói chuyện. Tô Cầm vừa nghe, trong nháy mắt đứng lên, vội vàng đi tới, làm cho hai cái đại hán thận trọng đem cái dương cất xong. Cho tiền chuyên chở để cho bọn họ ly khai. Đinh Mộng Nghiên, Đinh Khải Sơn cùng Giang Sách ba người nhìn nhau. Cũng không biết Tô Cầm đang làm cái gì. Lão bà tử, ngươi làm gì thế đâu? Đinh Khải Sơn trực tiếp hỏi. Tô Cầm chỉ vào bà bác trung niên nói rằng, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này một vị là chúng ta công ty phó chủ nhiệm Từ Đồng. Tô Cầm ở một khu cao trung làm giáo sư văn chương, Từ Đồng là của nàng thủ trưởng, hai người quan hệ chỗ khá vô cùng. Dừng một chút, nàng lại chỉ vào cái dương nói rằng, nửa tháng trước, Từ chủ nhiệm phát hiện một cái to lớn cơ hội làm ăn, có một nhà ngũ kim điếm phá sản, đang ở đại lượng bán tháo đồ trang sức châu báu. Giá gốc mấy trăm ngàn hàng, hiện tại hết thảy đánh gập lại, mấy vạn khối là có thể tới tay.
Ta liền cùng từ chủ nhiệm cộng lại, đi ra chi phí, mua đại lượng châu báu. Hiện tại hàng cuối cùng là đến rồi, chờ chúng ta lại chuyển tay bán đi. Có thể kiếm một số tiền lớn, một vào một ra, ít nhất phải kiếm trên 1 triệu. Nghe xong lời này, Giang Sách không khỏi nhíu nhíu mày. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, như loại này sự tình, làm sao nghe đều giống như cái âm mưu. Vì vậy Giang Sách nói rằng, mụ, người xác định đồ trang sức châu báu đều là chính phẩm sao? Cẩn thận bị lừa. Tô Cầm vừa nghe liền tức lên. Nàng chỉ vào Giang Sách nói rằng, phi, nói gì ngươi? Khi ta là người ngu, tùy tiện lừa gạt chơi phải không? Những thứ này châu báu đồ trang sức, đều là ta theo từ chủ nhiệm tự mình nghiệm qua, tại chỗ mua, phòng ấn dương. Không làm giả được. Giang Sách kiên trì nói rằng, vẫn là nhìn nhìn lại a, bây giờ phiến tử nắm đúng lão nhân thích chiếm tiện nghi nhỏ trong lòng, khó lòng phòng bị. Tô Cầm càng nghe càng không cao hứng. Có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói liền câm miệng. Cái gì gọi là thích chiếm tiện nghi nhỏ? Cái này gọi là cơ hội làm ăn, người biết cái gì a hiểu. Nhìn ngươi na xả đầu xả não bộ dạng, đơn giản là cái kẻ bất lực, rác rưởi. Lời này đã nói quá phận. Mụ, Đinh Mộng Nghiên sắc mặt không vui. Tô Cầm khoát tay áo, đắc đắc đắc, ta không phải cùng cái này không hiểu công việc hơn phí miệng lưỡi. Từ chủ nhiệm, chúng ta muốn thế nào bán nhóm này hàng a? Từ Đồng vui tươi hớn hở nói rằng, ta hẹn một vị làm ngũ kim buôn bán bằng hữu, hắn lập tức tới ngay xem hàng. Ta theo hắn nói xong, biết lấy giá thu mua gấp 5 lần mua. Quá tuyệt vời. Tô Cầm mừng rỡ cười tâu tóe, hận không thể bằng hữu kia lập tức tới ngay. Đang kiên nhẫn chờ đợi 1 giờ sau, rốt cục, Từ Đồng cái vị kia bằng hữu đến rồi, một phen khách sáo sau đó. Người nọ mở cặp táp ra bắt đầu kiểm hàng. Chọn 1 dương, toàn bộ bộ đô là châu báu đồ trang sức. Toàn bộ lấy gấp 5 lần giá thu mua mua, Tô Cầm dễ dàng là có thể kiếm trên 1 triệu, suy nghĩ một chút nước bọt đều phải rớt xuống. 10 phút sau, vị bằng hữu kia đứng dậy, cau mày, nói một câu làm cho Tô Cầm, Từ Đồng ngoác mồm kinh ngạc lời nói. Nhị vị, các ngươi nhóm này hàng, là đồ dỏm ở đâu? Câu nói đầu tiên đem Tô Cầm làm cho sợ choáng váng. Nàng trợn to hai mắt hỏi, người xem rõ ràng chút a, những hàng này tại sao có thể là đồ dỏm? Người nọ lắc đầu nói rằng, đúng là đồ dỏm, tuy là chế tác cùng chất liệu đều đã giống như thật vô cùng, nhưng vẫn là đồ dỏm. Các ngươi mua nhóm này hàng, nói thật, bán cho thu phế phẩm cũng không nhất định phải. Ầm một tiếng, Tô Cầm ngã ngồi ở ghế trên. Đồ dỏm. Na. Tiền của ta, mất giáo. Ninh Khải Sơn nhướng mày, hỏi, lão bà tử, người mua mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền? Tô Cầm cổ họng nghẹn ngào nói, ta đem 10 mấy năm qua gửi ngân hàng đều đập vào rồi, có 60 đa vạn. Nàng một gia đình phụ nữ, lúc đầu tiền lương không coi là cao, hàng năm tân tân khổ khổ toàn ít tiền, thật vất vả tất cả 60 vạn, toàn bộ bộ đô đập vào rồi. Vốn muốn vơ vét một số lớn, giờ có khỏe không? Toàn bộ bồi tiến vào. Ninh Khải Sơn sắc mặt tái nhợt. 60 vạn, đối với bọn hắn ra mà nói, đã chưa tính là một số tiền nhỏ rồi. Vô liêm sỉ. Ninh Khải Sơn một tay lấy trên bàn khay, cái chén đẩy tới trên mặt đất, đập cạch 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 vang. Ninh Mộng Nghiên nói rằng, không được, chúng ta không thể không công bị lừa, mất đi tiền, nhất định phải trở về. Mụ, ngươi là mua ở đâu nhóm này hàng? Ta với người cùng đi đòi cái công đạo. Đối với, đi đòi công đạo. Vì vậy, Đinh Mộng Nghiên mang theo Tô Cầm cùng nhau. Chạy đi ngũ kim điếm. Chờ ta một chút, Từ Đồng cũng đi theo. Một nhóm 3 người đi tới ngũ kim điếm, trực tiếp bước vào, đem na 1 dương châu báu đồ trang sức toàn bộ đồ đặt ở trên quầy. Tô Cầm chửi ầm lên, lão bản, đi ra. Ngũ kim điếm lão bản Hà Hải nghe được thanh âm đi ra. Hai cái ánh mắt gian tà hạt châu quay tròn loạn chuyển, nhìn chằm chằm các nàng 3 cái nhìn mấy lần. Lại nhìn một chút trên quầy 1 dương châu báu. Mấy vị, chuyện gì a? Chuyện gì, Tô Cầm mắng, cái này 1 dương hàng, toàn bộ đô là ở ngươi cái này mua. Lúc đó ngươi theo chúng ta nói thật dễ nghe, nói cái gì ngũ kim điếm phá sản, giá thấp bán tháo chính phẩm châu báu. Kết quả đâu, ta tìm chuyên gia giám định qua, tất cả đều là đồ dỏm, giả. Thường tiền,
nhanh thường tiền. Hà Hải đẩy một cái kính mắt, cười lạnh một tiếng, nói rằng, tiệm chúng ta đồ vật bên trong, toàn bộ đô là hàng thật, không lừa giả dối trẻ. Các ngươi nhóm này hàng, khẳng định không phải chúng ta trong tiệm. Tô Cầm nổi giận, ngươi có ý tứ, ta chỗ này nhưng là có biên lai. Hà Hải nở nụ cười, thì tính sao? Cũng có thể là ngươi ở đây chúng ta cái này mua hàng, quay đầu cho đã đánh cháo, vu hãm chúng ta là hàng giả. Lão thái bà, ngươi là muốn lừa ta sao? Tô Cầm thực sự nóng nảy. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, bạch nói thành đen. Không để ý tới nói thành hữu lý. Ngươi quá khi dễ người rồi. Tô Cầm đi tới đã bắt lấy Hà Hải cổ áo của. Lão già kia, cho ngươi mặt mũi rồi. Hà Hải dùng sức đẩy, trực tiếp đem Tô Cầm cho đẩy ngã nhào trên đất, đau oa oa kêu loạn. Bảo an. Hắn hô to một tiếng, mười mấy bảo an cua gậy gộc liền đi ra. Đem Tô Cầm ba người bắn cho rồi đi ra ngoài. Tú Tài gặp phải binh, có lý không nói được. Gặp phải loại này rất không nói lý, người bắt hắn có biện pháp nào. Huống chi, vẫn là ba cái nhược bất kinh phòng nữ nhân. Ninh Mộng Nghiên sợ Tô Cầm thụ thương, nhanh lên lái xe đưa nàng đi y viện, tiến hành kiểm tra trị liệu. Trong lúc, nàng nhận được Giang Sách điện thoại của Mộng Nghiên, bên đó như thế nào rồi? Đừng nói nữa, đối phương căn bản không nhận thức sổ sách, còn đem mụ bị đả thương rồi. Ninh Mộng Nghiên phi thường ủy khuất đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Ngũ Kim điếm ỉ vào nhiều người, căn bản cũng không bắt các nàng vài cái coi ra gì. Cúp điện thoại. Giang Sách một câu nói chưa nói, từ trong nhà đi ra ngoài. Sau nửa giờ, hắn đi tới Ngũ Kim điếm cửa, nhìn đại môn liếc mắt. Lặng lẽ đi vào. Yêu, vị khách nhân này, muốn mua chút cái gì à? Lão bản của các ngươi ở đâu? Tìm chúng ta lão bản ở đâu, ta cho ngài gọi đi. Nhân viên cửa hàng hướng phía bên trong hô một tiếng, lão bản, có người tìm. Không bao lâu sau, Hà Hải lại đi ra. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, cười tủm tỉm hỏi, vị khách nhân này, tìm ta có chuyện gì không? Giang Sách không chút hoang mang rời trương chân cao ghế ngồi xuống, hai tay đặt ở trên quầy, giọng nói lãnh đạm nói rằng, là như thế này. Mẹ ta tìm 60 vạn từ ngươi cái này mua một dương đồ giỏm châu báu đồ trang sức, vừa mới còn bị ngươi đánh vào rồi y viện, hai chuyện này ngươi cho xử lý một chút. Vừa nghe nói như vậy, Hà Hải liền biết chuyện gì. Ngươi là lão thái bà kia con trai. Con rể. A hát, Hà Hải nhìn Giang Sách, lại hướng phía bên ngoài cửa điếm nhìn một chút. Hỏi, một mình ngươi tới. Một người. Hà Hải trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng biến thành thần khí đứng lên, cũng rời cái ghế ngồi xuống, cùng Giang Sách cách quầy hàng mặt đối mặt. Chỉ có Giang Sách một người, Hà Hải căn bản không sợ. Hắn nói rằng, đệ nhất, mẹ ngươi mua đồ giỏm không phải chúng ta điếm, ta không xen vào, đệ nhị, là ngươi mụ động thủ trước đánh ta, ta đẩy nàng cũng là xuất phát từ tự vệ, không có trách nhiệm. Từ trên tổng hợp lại, mẹ của ngươi hạ chàng chỉ do đáng đời, không liên quan gì tới ta, ta nói xong, ngươi, có thể lăn. Giang Sách khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hà Hải, trong hai mắt bắn ra từng đạo hàn quang, khiến người ta nhìn toàn thân run. Sẽ cho ngươi một cơ hội, thật dễ nói chuyện. Giang Sách thanh âm băng lãnh đến xương. Tựa hồ mỗi một chữ, đều có thể đâm vào Hà Hải ở trong thân thể. Hà Hải nuốt nước miếng một cái, vung tay lên, hơn 10 người bảo an cua thiết côn liền xông tới. Từng cái đều dáng vẻ hung thần ác sát. Tiểu tạp mao, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi theo ta cố chấp. Trả lại cho ta một cơ hội, ta nhổ vào. Lão tử hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, mẹ ngươi đúng là đáng đời. Ngươi nếu là không cút, ta liền đem ngươi cũng đánh vào y viện, với ngươi mụ ở một cái phòng bệnh đi. Phốc suy. Không đợi Hà Hải nói hết lời, Giang Sách lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, giơ tay lên liền từ trong tay áo quất ra dao găm, nghiêm khắc nện xuống. Đem Hà Hải tay trái trực tiếp đâm thủng, đóng vào trên quầy. Ngạch a. Trong nháy mắt. Hà Hải phát ra giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Hắn từ trong hàm răng bài trừ vài, lộc, giết chết cái này tiểu tạp mao. Lão bản lên tiếng, bảo an lập tức động thủ. Bọn họ ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu,
cho rằng mười mấy người vi ẩu một người, vững vàng, một điểm áp lực cũng không có. Nào ngờ, đang ở người đầu tiên vừa mới vào tới Giang Sách trước mặt, còn không có đem thiết côn dơ lên thời điểm, Giang Sách khoát tay liền tóm lấy rồi an ninh đầu. Cặp kia bàn tay to giống như là kìm sắt giống nhau, bắt lại cũng đừng nghĩ tránh ra khỏi. Tiếp lấy, Giang Sách ấn xuống an ninh đầu, chợt dùng sức đập về phía quầy hàng, chỉ nghe, thình thịch, một tiếng, quầy hàng nứt ra, bảo an đầu nở hoa, chảy máu không ngừng. Trong nháy mắt, một cái bảo an liền quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cái khác bảo an thấy như vậy một màn, từng cái sợ đến ngây tại chỗ, trong tay giơ thiết côn, động cũng không dám động. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a, nhiều người như vậy, sợ hắn một cái. Hà Hải hô to. Các nhân viên an ninh nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị hơi đi tới, Giang Sách một ánh mắt nhìn sang, liền đem tất cả bảo an đều sợ đến lui lại hết mấy bước. Tu La chiến thần, há là phàm phu tục tử có thể so sánh. Quay đầu lại, Giang Sách một lần nữa nhìn Hà Hải, không có chút nào ngữ khí nói rằng, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được. Vậy chỉ có thể xin lỗi. Xin lỗi? Ý gì? Hà Hải sợ đến quần đều ướt, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn rốt cục cảm giác được tự thân nhỏ yếu. Ta xin lỗi, ta thường tiền, muốn ta làm cái gì đều được. Sốt cục, túng. Giang Sách lạnh lùng nhìn Hà Hải, hỏi tại sao nói xin lỗi. Thường thế nào tiền? Hà Hải nhanh lên hồi đáp, ta lập tức phải đi y viện, hướng mẫu thân của ngài quỳ xuống đất sám hối. Sau đó, ta đem 60 vẹn toàn bộ phận đều bồi thường cho mẫu thân của ngài, một phần không thiếu. Giang Sách lắc đầu. Hắn chỉ vào một bên bài tử nói rằng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, giả một bồi 10. Hà Hải đều phải khóc. Đây chẳng qua là một câu lời hay mà thôi. Hầu như mỗi một nhà đều sẽ thả, nhưng cơ bản không có một nhà kia thực sự giả một bồi 10. Giang Sách mặc kệ nhiều như vậy, hắn từ tốn nói, giả một bồi 10, người cần phải thường cho thường mẫu thân ta 600 vạn tổn thất, làm được không? Làm không được cũng phải làm a. Hà Hải cắn răng nói rằng, làm được, làm được. Giang Sách tiếp tục nói, ngoại trừ của mẹ ta na một phần. Những người khác, ngươi cũng phải bồi. Hết thảy giả một bồi 10. Nếu có một người không có bồi thường đúng chỗ, ta sẽ trở về muốn mạng của ngươi. Nói xong, hắn khoát tay, đem đóng vào trên bàn dao găm rút ra, xoay người rời đi. Hà Hải đau nước mắt thẳng rơi. Tay đau nhức, tâm đau hơn. Hết thảy giả một bồi 10, vậy hắn nhiều năm như vậy liền làm không công. Đau lòng a. Y viện. Ninh Mộng Nghiên đi vào phòng bệnh, mụ, cảm giác thế nào? Tô Cầm khoát tay áo, đừng lo, chính là chảy chụa chút ra mà thôi, ngươi vừa mới đi ra ngoài với ai gọi điện thoại đâu? Giang Sách, hanh, phế vật kia, Tô Cầm mất hứng nói rằng, sẽ chỉ ở trong nhà hồ ngôn loạn ngữ, nhất ngộ trên sự tình người thì nhìn không đến. Ta thực sự là mắt mù, làm cho nữ nhi bảo bối gả cho như thế cái biểu diễn. Ninh Mộng Nghiên thở dài, mụ. Người bớt tranh cãi. Vừa mới Giang Sách gọi điện thoại tới chính là hỏi ngươi tình huống, hắn kỳ thực rất quan tâm ngươi. Hắn quan tâm ta, ha ha, nếu là hắn thật quan tâm ta, liền đem ta na 60 vạn cấp cho mình trở về. Kẻ bất lực, mềm cơm vương. Đang ở Tô Cầm hùng hùng hổ hổ thời điểm, một đám người đi tới cửa phòng bệnh. Dẫn đầu, chính là Hà Hải. Vừa nhìn thấy bọn họ, Đinh Mộng Nghiên cùng Tô Cầm đều khẩn trương. Các ngươi tới làm cái gì? Còn muốn đánh người sao? Ninh Mộng Nghiên trách cứ. Hà Hải khom lưng đi vào phòng bệnh, giống như là tôm hùm giống nhau, cũng không dám thẳng lấy thân thể, kiểm thượng mang đầy nụ cười, thái độ nhún nhường đáng sợ. Tay hắn đang cầm hoa tươi nói rằng, các ngươi hiểu lầm, ta lần này tới, là cố ý xin lỗi tới. Nói, Hà Hải dầm một tiếng quỳ trên đất, phía sau những an ninh kia từng cái cũng đều quỳ xuống. Mỗi người đều tay nâng hoa tươi, thành tín nguy. Mười mấy người, đều nhịp đối với trên giường bệnh Tô Cầm dập đầu xin lỗi. Đối với, không phải, bắt đầu. Tô Cầm cùng Đinh Mộng Nghiên liếc nhìn nhau, đều cảm giác bất khả tư nghị. Trước rồi cùng hai ngũ tám vạn tựa như, hiện tại tại sao lại tivi như là nô lệ giống nhau. Thậm chí, Hà Hải ngẩng đầu, từ túi áo trên lấy ra một tờ chi phiếu, hai tay đưa lên. Lão thái thái,
Tấm chi phiếu này ngươi thu. Ngươi ở đây tiệm chúng ta trong tốn hao 60 vạn mua phải hàng giả, dựa theo quy củ, giả một phạt 10, cho nên ta phải bồi thường ngươi 600 vạn tổn thất. Đây là một tấm 600 vạn chi phiếu. Ngài xin nhận lấy. Cái này, đây không khỏi cũng quá quỷ dị a. Đinh Mộng Nghiên quả thực hoài nghi Hà Hải có phải hay không đã uống nhầm thuốc, trước sau thái độ chênh lệch to lớn, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tô Cầm cũng không quản được nhiều như vậy. Vừa nhìn thấy chi phiếu đưa tới, nàng không chút do dự cầm tới, vừa nhìn chữ số, đúng là 600 vạn, nhất thời nhạc khai liễu hoa. Ha 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 ha, tốt, tốt. Được rồi, xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân nhi trên, ta tha thứ các ngươi, đi thôi. Hà Hải cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ lão thái thái khoan hồng độ lượng, chúng ta đây liền đi trước từng bước. Lập tức, Hà Hải mang người ly khai. Tô Cầm nhìn trong tay chi phiếu, vui cười tâu tóe. 600 vạn a, nàng làm cả đời lão sư cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy a. Phát đạt, bởi vì cũng không có thụ thương, rất nhanh Tô Cầm tựu ra viện, cùng Đinh Mộng Nghiên cùng nhau về đến nhà. Về nhà một lần, Tô Cầm phải ý rào rạt đem 600 vạn chi phiếu vỗ vào trên bàn trà, hai chân chéo nguẩy nói rằng, nhìn, nhìn, đây là cái gì? Đinh Khải núi cầm lên vừa nhìn. Dọa đái ra, lão bà tử, người cướp ngân hàng rồi không? Làm sao có nhiều như vậy tiền? Tô Cầm nhíu mày lại, cái gì cướp ngân hàng? Đây là ta tiền bồi thường. Lập tức, Tô Cầm đem Hà Hải xin lỗi, bồi thường quá trình giảng thuật một lần. Nàng vui vẻ nói rằng, ta đã sớm nói, đây là một cái to lớn cơ hội làm ăn. Tuy là quá trình theo ta dự liệu có điểm bất đồng, nhưng kết quả lại là trăm sông đổ về một biển. Về sau, ta muốn đi làm sẽ đi làm, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, rốt cuộc không cần vất vả lạp. Nói phân nửa, Tô Cầm cố ý tằng hắng một cái, nhìn về phía một bên Giang Sách. Hơi giễu cợt nói rằng, uy, phế vật, ngươi không phải nói ta dính vào sao? Không phải nói ta chỉ biết bị mắc lừa sao? Bây giờ thấy không có, ta chẳng những không có bị mắc lừa. Còn buôn bán lời mấy trăm vạn. Đây chính là cơ hội làm ăn, nhưng ngươi loại này phế vật. Mãi mãi cũng nhìn không thấy. Khó trách ngươi vẫn nghèo, ta như hoa như ngọc gả con gái cho ngươi loại phế vật này, ngẫm lại liền tức lên. Thời điểm mấu chốt chẳng có tác dụng gì có, còn tẫn cản. Nếu như ta thật nghe xong lời của ngươi, cái này mấy triệu tới chỗ nào kiếm đi. Tô Cầm xem như chút giận, bắt được Giang Sách chính là một trận thoá mạ, Giang Sách cũng không sức sống, cười khổ đứng ở một bên. Bị Tô Cầm mắng hai câu, không sao cả. Ngược lại ba năm này cũng không biết bị mắng bao nhiêu lần. Đang ở Tô Cầm mắng đang vui vẻ thời điểm, phó chủ nhiệm từ Đồng Hưng cao thải liệt chạy vào, há mồm liền hỏi, Tiểu Cầm ở đâu, người tiền bồi thường lấy được sao? Tô Cầm đắc ý huy vũ dưới chi phiếu, lấy được, 600 vạn. Từ Đồng vừa cười vừa nói, giả một bồi 10, ta cũng lấy được 400 đa vạn, lúc này chúng ta thật đúng là kiếm lợi lớn. Dừng một chút. Nàng vừa nhìn về phía Giang Sách nói rằng, bất quá lúc này đây, Tiểu Cầm. Thật là phải cảm tạ người vị này tốt cô ra, hắn thật đúng là anh dũng thần võ, cái thế vô song. A, à, Tô Cầm vẻ mặt mộng bức, cảm tạ cái phế vật này làm cái gì? Ai, Tiểu Cầm, ngươi làm sao có thể nói như vậy lòng tốt của ngươi con rể? Nếu không phải là hắn đan thương thất mã sông Long Đàm, đánh ngũ kim điếm đám người kia kêu cha gọi mẹ, bọn họ có thể đồng ý thường tiền. Ta lúc đó đều xem trợn tròn mắt, người cô gái này tế, một chữ nghiêu. Tô Cầm ngây ngẩn cả người, trên mặt đau rát. Ngươi là nói, có thể bắt được tiền bồi thường, tất cả đều là bởi vì Giang Sách. Đương nhiên, Tiểu Cầm ở đâu, ngươi là không biết lúc đó cái kia chàng diện. Từ Đồng tại nơi khua tay múa chân nói, đem Giang Sách cho thổi phồng lên trời, hận không thể chính mình thu Giang Sách làm con rể mới tốt. Nàng càng là thổi phồng Giang Sách. Tô Cầm thì càng xấu hổ. Vừa mới Tô Cầm nhưng là đem Giang Sách hung hãn mắng một trận, mở miệng một tiếng, phế vật, nói vừa đến thời điểm mấu chốt thì nhìn không đến người, còn nói Giang Sách không hiểu cơ hội làm ăn. Vân vân. Nói ra mỗi một câu, tựa như từng chuôi cương đao, đao đao đều đâm vào Tô Cầm trên người mình. Xấu hổ. Xấu hổ. Xấu hổ vô cùng. Cái gì chó má cơ hội làm ăn, nếu là không có Giang Sách.
Tâu cầm na 61 phần vạn chia tiền cũng đừng nghĩ cầm về. Kết quả ngươi nếu không phải cảm tạ nhân gia, còn để người ta cho mắng cái vòi phun máu chó. Ha ha, thật muốn khuôn mặt a. Tâu cầm lại ra mặt dày, lúc này cũng nhịn không được, muốn đào cái lỗ đem mình chôn, nàng là thực sự trách oan mình hảo nữ tế rồi. Được rồi, nhà ta còn có việc, đi trước một bước a. Từ Đồng vui vẻ đi ra Giang gia. Trong phòng bầu không khí có điểm xấu hổ. Đã không cần người khác lại đi nói gì, Tô Cầm mình đã biết lỗi rồi. Nhưng nàng lại mất hết mặt mũi xin lỗi. Dù sao 3 năm qua, nàng vẫn luôn đối với Giang Sách vinh mặt hất hàm sai khiến, quen, sẽ rất khó sửa lại. Lúc này, Đinh Khải Sơn tằng hắng một cái, đánh vỡ không khí ngột ngạt, nói rằng, cái kia, lão bà tử, người kiếm nhiều tiền như vậy. Ta lại ký đầu tư hợp đồng. Ngày hôm nay nhà của chúng ta xong hỉ lâm môn, không bằng đi ra ngoài trà sát một trận a. Hắn là đang cố ý đổi chủ đề, tránh cho tiếp tục lúng túng nữa. Đinh Mộng Nghiên cũng đồng ý nói, ta đồng ý. Mụ, ngày hôm nay ngươi nên mời khách a. Tô Cầm gật đầu, một chữ đều không nói được. Thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Lập tức, cả nhà bọn họ 4 chiếc lái xe tới đến rồi một nhà hỏa hoa điếm. Nơi này cái lẩu phi thường vốn có địa phương đặc sắc, đáy nồi cùng đồ gia vị đều là đặc biệt phối phương, ăn rất có cảm giác. Xuống xe, Ninh Khải Sơn nói rằng, nhà này mỹ thực thành phi thường tuyệt vời, ta mỗi một lần tới đều ăn thật cao hứng, ngày hôm nay đại gia nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Một nhà 4 chiếc cất bước đi tới trong điếm, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Điểm nồi tốt cuối cùng, vỗ tay tán thưởng đồ gia vị. Các loại thịt dê thịt bò điểm một lần, rất nhanh thơm ngào ngạt, nóng hổi cái lẩu liền lên bàn. Ninh Khải Sơn nhặt lên chiếc đũa xốc lên một khối dê béo bỏ vào trong nồi. Hắn một bên xuyến vừa nói, chờ ta tôn nữ trưởng thành. Nhất định phải mỗi ngày mang nàng qua đây ăn, khẳng định mỗi lần đều có thể ăn một đại bát. Ninh Mộng Nghiên cười cười, nói rằng, hài tử chỉ có sinh ra vài ngày a, liền ăn soát thịt dê, ba, người cũng thực sự là sằng bậy. Người một nhà hữu thuyết hữu tiếu, ăn bất diệt nhạc hồ. Tô Cầm nhiều lần muốn mở miệng cùng Giang Sách nói lời xin lỗi, thế nhưng chưa từng không biết xấu hổ mở miệng, cuối cùng vẫn là quên đi, cúi đầu ăn, không muốn nhiều như vậy. Đang ở người một nhà thật vui vẻ ăn lẩu thời điểm, không rõ, có một gã nhuộm tóc đỏ nam tử đã đi tới. Hắn như là không nhìn thấy Giang Sách thông thường, trực tiếp bỏ qua Giang Sách. Cách Giang Sách ngồi đối diện ở tại bên cạnh Đinh Mộng Nghiên nói rằng, mỹ nữ, thêm một vê tin thôi. Người một nhà sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt Giang Sách, nhân gia lão công an vị ở bên cạnh, người vô thanh vô tức, đi lên sẽ vê tin, thích hợp sao? Đinh Mộng Nghiên liệt rồi hồng phát nam liếc mắt, giọng nói lạnh lùng nói ra, không thêm. Đi ra, na hồng phát nam sắc mặt không vui, nói rằng, mỹ nữ, không phải ta muốn thêm bạn vê tin. Là chúng ta Long ca phải thêm ngươi. Nói, hắn tự tay chỉ cách đó không xa một bàn. Một bàn kia người, mỗi người đều nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, mỗi người đều cánh tay trần, hút thuốc uống rượu ăn lẩu. Một điểm hình tượng cũng không có. Trong đó có một đầu chọc, rõ ràng cho thấy lão đại của bọn hắn, mỗi người đều hướng hắn khách khí. Hồng Phát Nam nói rằng, Long ca biết chưa? Lật Giang Long. Hà Tây vùng tất cả đều là ta Long ca địa bàn. Long ca coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Thêm một vê tin, đi qua bồi chúng ta Long ca uống hai chén, cam đoan cho ngươi cái 3-5 vạn. Thế nào, đi một cái thôi. Ninh Mộng Nghiên thực sự tâm phiền, đi ra ăn một bữa cơm đều gặp phải sốt ruột sự tình. Bởi vì nàng dáng dấp thực sự quá đẹp, trước đây cũng không còn thiếu bị người đến gần, nhưng chưa từng có gặp được cuồng vọng như vậy to gan. Ninh Mộng Nghiên lạnh mặt nói, xin lỗi, ta không thêm. Mời đi ra. Lúc này, Hồng Phát Nam không làm. Hắn méo một chút đầu, đem điện thoại di động bày ở trên bàn, chỉ vào Đinh Mộng Nghiên nói rằng, không để cho ta Long ca mặt mũi đúng vậy. Có phải hay không không để cho ta Long ca mặt mũi? A, à, thanh âm của hắn rất lớn, cả nhà người đều nghe được, từng cái dừng lại trong tay chiếc đũa, hướng phía nhìn bên này đi qua. Ninh Khải Sơn cùng Tô Cầm đều bị dọa sợ. Nhìn Hồng Phát Nam, nhìn lại Lật Giang Long một bàn kia hung thần ác sát, biết ngày hôm nay một kiếp này không dễ dàng qua.
Ninh Mộng Nghiên nhưng thật ra rất kiên cường, trực tiếp quay sang không để ý tới Hồng Phát Nam. Trong nháy mắt, Hồng Phát Nam nổi trận lôi đình. Dựa vào, cho ngươi mặt mũi rồi đúng vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cút ra đây cho lão tử. Hắn tự tay thì đi bắt Ninh Mộng Nghiên cánh tay. Muốn đem Ninh Mộng Nghiên từ giữa bên chỗ ngồi lôi ra ngoài. Đang ở hắn vừa mới vươn tay thời điểm, Giang Sách bàn tay to đưa ra ngoài, cầm Hồng Phát Nam cổ tay. Hồng Phát Nam sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Đe dọa, buông ra. Thời khắc này Giang Sách, trong hai mắt đều là lửa giận. Hắn dùng cực kỳ thanh âm lạnh như băng nói rằng, nàng, là của ta thê tử. Hồng Phát Nam nở nụ cười, là ngươi lão bà thì thế nào? Thêm một phê tin, uống hai chén rượu, lại sẽ không rơi khối thịt. Yên tâm, chờ ta Long Ca ngoạn cú liếu, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, lại không muốn ngươi. Có vài người, trời sinh thích muốn chết. Hồng Phát Nam bình thường càn rỡ quán, Hà Tây một mưa bụi hồng trần tiểu thuyết mang, theo lật giang Long Tác Huy tác phúc, khí áp thiện lương dân chúng. Thực sự liền cho rằng không có ai trị được hắn. Thượng đế muốn khiến cho diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng. Hồng Phát Nam, đã điên cuồng. Giang Sách tiếp tục băng lãnh nói rằng, ý của ta là, thê tử của ta, ai dám động đến, người đó chết. Chết. Hồng Phát Nam như là liếc xi giống nhau nhìn Giang Sách, ở Hà Tây vùng, còn có người dám cùng lật Giang Long bọn họ nói chết, chứ. Cút em. Hồng Phát Nam muốn tránh thoát Giang Sách tay, cho. Nữa Giang Sách một quyền, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Giang Sách bàn tay lớn kia giống như là bàn Eto giống nhau mạnh mẽ, làm sao tránh thoát đều không tránh thoát. Ngược lại, càng kẹp càng chặt. Cùm cụp, Hồng Phát Nam đầu khớp xương trong nháy mắt bị bóp gãy. Ngươi dám làm gãy tay của ta, ngươi nhất định phải chết, ta muốn. Không đợi Hồng Phát Nam nói xong, Giang Sách cái tay còn lại bấm lên sau gáy của hắn. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bỗng nhiên dùng sức. Đem Hồng Phát Nam cả đầu ấn ở tại nấu sôi nóng bỏng cái lẩu trong. Dầu sôi, nước sôi, nóng. Hồng Phát Nam cả khuôn mặt chôn ở cái lẩu bên trong, bùm bùm, truyền ra từng đợt chán ghét thanh âm. Đến khi Giang Sách buông tay ra thời điểm, Hồng Phát Nam mặt của đã không thể nhìn rồi. Vẻ mặt toàn bộ đều là bao, cả khuôn mặt hủy dung, con mắt, mũi, miệng đều xoay thành một đoàn, ngay cả gào thét khí lực cũng không có. Thống khổ nằm trên mặt đất, có hết giận chưa đi đến khí. Nửa chết nửa sống. Cả nhà người bên trong đều sợ choáng váng, Đinh Mộng Nghiên cũng là mục trừng khẩu ngốc, nàng thực sự không nghĩ tới Giang Sách xuất thủ thật không ngờ tàn nhẫn. Trách chỉ trách tóc Hồng Nam va chạm vào rồi Giang Sách nghịch lân. Một lát sau, đầu chọc lật Giang Long đám người mới phản ứng được, một đám người nhặt lên tên xông tới, cấp cho tiểu đệ báo thù. Em đi. Dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, chán sống a. Lật Giang Long đám người đem Giang Sách người một nhà bao bọc vây quanh, từng cái mắt lộ ra hung quang. Bọn họ là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ninh Khải Sơn, Tô Cầm đều bị dọa sợ, Giang Sách đánh người của bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, đối phương người nhiều như vậy, hơn nữa mỗi người đều cùng hung cực ác, ngày hôm nay sợ là ngay cả sống mà đi ra đại môn cũng không thể. Lật Giang Long mắt lạnh nhìn Giang Sách. Hộ hoa sứ giả đúng vậy. Ha ha, dám ở Hà Tây theo ta Lật Giang Long đối nghịch, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ nhường ngươi biết làm như thế đại giới. Hắn chỉ Đinh Mộng Nghiên, đây không phải là lão bà ngươi sao? Ngươi không phải rất lưu ý nàng, rất muốn bảo hộ nàng sao? Lão tử ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không bảo vệ được nàng. Ngươi dám đánh ta huynh đệ, ngày hôm nay... Ta phải chơi nữ nhân của ngươi. Không riêng ta chơi, ta đám huynh đệ này nhóm còn muốn từng cái thay phiên chơi, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi ở đây một bên nhìn. Lật Giang Long vung tay lên, các huynh đệ, đem cô nương kia cho lão tử đẩy ra ngoài, ngay tại lúc này, ở nơi này, lấy. Đám kia thủ hạ mỗi người mi phi sắc vũ, chật trội nhào lên. Ninh Mộng Nghiên sợ đến co rúm ở bên trong, hoảng sợ nhìn này cánh tay trần ác nhân. Sợ toàn thân run. Nhưng mà, Giang Sách vẫn như cũ khí định thần nhàn. Đối với Tu La Chiến Thần mà nói, mấy cái này tiểu mao tặc, còn sẽ không để vào mắt. Bất quá, có người cũng không hy vọng Giang Sách xuất thủ.
Không đợi Giang Sách xuất thủ, lại có một nhóm lớn người vọt vào trong quán ăn, cầm đầu người hình dáng cao lớn thô kệch, cánh tay cùng người khác bắp đùi giống nhau to, thân cao xấp xỉ hai thước, lưng hùm vai gấu. Không là người khác, chính là 12 sao tọa một trong Kim Ngưu. Ai dám động đến đại ca của ta? Kim Ngưu gầm lên giận dữ, thanh âm xuyên thấu cả nhà, giống như là hổ gầm thông thường, đinh tai nhức óc. Lật Giang Long đám người hách liễu nhất đại khiêu, nhìn lại, mới phát hiện Kim Ngưu mang theo một đám người xông tới, Kim Ngưu mang đám người này, mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, quai hàm phồng, tất cả đều là luyện gia tử. Cùng đám người này so với, Lật Giang Long những thủ hạ kia, không đáng giá mỉm cười một cái. Yêu, vị đại ca này, ngài xưng hô như thế nào a? Lật Giang Long lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, cùng người khác hắn có thể diễu võ dương oai. Cùng Kim Ngưu, hắn không dám, chỉ là chứng kiến Kim Ngưu na khôi ngô thể trạng liền túng, càng chưa nói Kim Ngưu mang tới này lợi hại thủ hạ. Kim Ngưu không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi tới Giang Sách trước mặt, vui vẻ nói rằng, Sách ca, ăn lẩu làm sao cũng không gọi a. Người biết ta thích ăn nhất củ lao. Sách ca. Nghe được Kim Ngưu đối với Giang Sách xưng hô, Lật Giang Long trong nháy mắt sợ đến lạnh cả người, mồ hôi lạnh trên trán không cho đình đi xuống. Xấu như vậy xiên Kim Ngưu cư nhiên đối với Giang Sách ăn nói khép nép, chẳng lẽ nói Giang Sách là cái gì không dậy nổi đại nhân vật sao? Lật Giang Long hoảng sợ nhìn Giang Sách, một to lớn cảm giác sợ hãi quét qua người. Trước mắt đang ngồi đúng rồi không dậy nổi đại nhân vật. Lật Giang Long, lại muốn động thủ đánh hắn. Còn muốn lão bà của người ta về tin. Trời ạ, hắn đều làm cái gì? Lật Giang Long hận không thể cho mình hai cái lỗ tai to quát tử, làm sao lại như vậy mắt mù, người nào không dễ chọc, hết lần này tới lần khác muốn đi làm cho một cái như vậy kinh khủng nam nhân. Xong, toàn bộ xong. Bên này, Đinh Khải Sơn chứng kiến Kim Ngưu cùng Giang Sách như vậy thục, liền nhanh lên hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Vị tráng hán này, cứu lấy chúng ta. Lật Giang Long muốn đánh chúng ta. A hát. Kim Ngưu đi tới Lật Giang Long trước mặt, dùng thanh âm thô cuồng chất vấn, người muốn đánh đại ca của ta. Lật Giang Long khóc không ra nước mắt. Hắn muốn bài trừ nụ cười, nhưng bởi vì vô cùng sợ hãi, kết quả cười so với khóc còn khó coi hơn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Kim Ngưu lại hỏi, ta mới vừa nghe được, người còn muốn chị dâu ta về tin. Lật Giang Long nhếch môi, không biết là khóc vẫn cười nói, ta chính là muốn kết giao bằng hữu, không có những ý nghĩ khác, thật không có. Kết giao bằng hữu. Kim Ngưu giơ tay lên, chợt cho Lật Giang Long một cái lỗ tai to quát tử. Một cái tát đem hắn cho phiến quỷ dạp trên mặt đất, đầu ông ông. Vậy nơi nào là bàn tay, nhất định chính là gậy sắt lớn tử a. Kim Ngưu một bước đi tới, đem Lật Giang Long xốc lên tới ấn ở trên ghế đầu. Sau đó cởi giày. Hướng về phía Lật Giang Long cái mông chính là một trận điên cuồng đánh. Ta để cho ngươi kết giao bằng hữu, ta để cho ngươi kết giao bằng hữu, ta để cho ngươi kết giao bằng hữu. Nói, còn giao không giao bằng hữu. Lật Giang Long như là bị gia trưởng trừng phạt tiểu hài tử, bị đánh oa oa thẳng khóc, không giao rồi, ta lại cũng không kết giao bằng hữu. Bữa tiệc này đòn hiểm, người xem nhìn thấy mà giật mình. Đánh tới cuối cùng, Lật Giang Long cái mông triệt để nở hoa, tiên huyết thẩm thấu quần, chảy đầy đất. Không biết, còn tưởng rằng Lật Giang Long tới kinh nguyệt rồi. Kim Ngưu xốc lên Lật Giang Long, trực tiếp phủi ném xuống đất, ngày hôm nay chỉ là đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ, về sau nếu để cho ta biết ngươi vẫn như thế thích kết giao bằng hữu, cũng sẽ không tiện nghi như vậy bỏ qua ngươi rồi. Trời ạ, cái này còn kêu, tiện nghi. Lật Giang Long xem như là thấy được cái gì gọi là sợ hãi, hắn bình thường khi dễ người khi dễ quán, ngày hôm nay cuối cùng là bị người yên lành thu thập một trận. Kim Ngưu lại quay đầu nhìn về phía Lật Giang Long những thủ hạ kia, hung hãn nói, mỗi một người đều cánh tay trần. Có phải hay không rất nóng a? Những thủ hạ kia sợ đến hồn phi phách tán, nhanh lên tìm y phục mặc bộ. Hanh, Kim Ngưu khoát tay chặn lại, đều cút cho ta. Đám kia thủ hạ lúc này mới mang tóc hồng nam, cõng Lật Giang Long, hôi lưu lưu ly khai tiệm cơm. Kim Ngưu vỗ tay một cái, tự lai thục, rời cái băng an vị ở tại Giang Sách bọn họ bàn kia, hướng về phía Giang Sách cười ha hả nói, Sách ca,
thế nào, ta đây sự tình làm đẹp không? Giang Sách mặt lạnh, Từ Tốn nói, tiếng huyên náo. Kim Ngưu nhanh lên ngậm miệng. Đinh Khải Sơn không vui, chỉ trích Giang Sách, ngươi làm sao nói với người ta đâu? Nhân gia mới vừa đã cứu chúng ta, nhanh lên nói với người ta tiếng cảm ơn. Vốn là hướng về Kim Ngưu tốt nói, nào ngờ. Kim Ngưu khoát tay lia lịa, liệt miệng rộng nói rằng, không cần, không cần. Sách ca nói như thế nào ta đều đi, ta à, mãi mãi cũng là Sách ca tiểu người hầu. Đinh Khải Sơn người một nhà đều ngẩn ra, lòng nói tại sao có thể có như vậy, khách khí, đại lão. Kim Ngưu nhìn qua Châu như vậy xiên, nhưng chính là đối với Giang Sách khách khí như thế, thái độ như vậy cũng là không có người nào. Sau đó, bọn họ đổi chỗ ngồi vị, một lần nữa lên cái lẩu, mấy người vừa nói vừa cười ăn. Kim Ngưu toàn bộ hành trình giống như một tiểu đệ giống nhau, một điểm đại lão cái giá cũng không có. Đinh Khải Sơn sinh lòng bội phục. Bây giờ còn có thể có cái chủng này không chê nghèo yêu giàu lãnh đạo tốt. Thực sự quá khó được. Sau khi cơm nước xong, bởi vì Giang Sách cùng Kim Ngưu còn rất nhiều lời muốn nói, vì vậy Đinh Khải Sơn liền mang theo Đinh Mộng Nghiên, Tô Cầm nên rời đi trước. Lúc rời thời điểm, Đinh Mộng Nghiên hữu ý vô ý quay đầu nhìn về phía Giang Sách, trong lòng sản sinh vẻ nghi hoặc. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác Kim Ngưu không chỉ là khiêm tốn mà thôi. Thật giống như Kim Ngưu liền thật là Giang Sách chính là thủ hạ. Mộng Nghiên, đi rồi. Ân. Đến khi mọi người sau khi rời khỏi, Giang Sách thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ngươi lần này tới cũng quá lỗ mãng. Kim Ngưu nói rằng, thống suất, ta biết thân ngươi tay được, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta làm sao cùng tôn ở nói khai báo. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ngài có thể muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta cùng thân gia còn có không ít sổ sách có thể coi là rồi. Ngài tốt nhất ẩn giấu thực lực, không muốn hiển lộ. Về sau a, người có chuyện gì liền trực tiếp để cho ta giải quyết, có thể ngàn vạn lần không nên lại độc thân phạm hiểm rồi. Giang Sách nhìn hắn một cái, phốc suy vui vẻ, đi, về sau ta mỗi lần hành động trước, đều cho đại lão ngài xin chỉ thị một lần. Ai nha, thống suất người cái này nói lời gì, ta không phải ý tứ này, ta là. Giang Sách nở nụ cười, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chớ khẩn trương. Kim Ngưu nói lầm bầm, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Cũng trong lúc đó, đang vẽ còn trong tập đoàn. Phó Đồng Thân Liệt ngồi ở ghế trên, bên trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận, mấy ngày nay hắn là ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, liền muốn nhóm hàng kia sự tình. Nhóm hàng kia, là Thân Liệt phụ thân, cũng chính là vẽ còn tập đoàn chủ tịch Lão Thiên Tôn đặc biệt dặn phải cẩn thận đối đãi. Đây là có thể làm cho Giang Nam khu một lần nữa xào bài, làm cho vẽ còn tập đoàn thậm chí có thể đứng phía chính phủ trên đầu đi một nhóm hàng. Hết lần này tới lần khác, còn chính là xuất hiện ngoài ý muốn. Càng là không muốn chuyện đã xảy ra, thì càng xảy ra. Vương Bát Đản, Thân Liệt đem vật cầm trong tay chén trà hung hăng nện xuống đất. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nói thật ra, hắn thiên toán vạn toán. Cũng không tính được Giang Sách cư nhiên sẽ cùng Nguyễn Bình Xương liên thủ, một cái làm mối, một cái vây bắt đánh, phối hợp thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa đúng. Như vậy phối hợp, thật là vượt ra khỏi Thân Liệt tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ có làm hại hắn tổn thất một nhóm lớn hàng. Hiện tại nhóm hàng kia đến rồi cảnh sát trong tay, còn muốn tưởng lấy ra, khó như lên trời, trừ phi là liều mạng chém giết, nhưng coi như chém giết. Xác suất thành công cũng là cực thấp. Thực sự sẽ như thế tất cả đều bị hủy. Lúc này, đệ đệ Thân Hào nói rằng, đại ca, nhóm này hàng không có, đối với Lão Thiên Tôn có hay không khai báo đều vẫn là thứ nhì, mấu chốt nhất là, trên tay chúng ta hồng danh đơn làm sao bây giờ. Những người đó hiện tại biết được hàng không có, mỗi một người đều nộ khí trùng thiên, đây nếu là không khống chế tốt, Giang Nam khu nhưng là sẽ ngất trời. Thân Liệt gõ lên mặt bàn, không ngừng đang suy tư nên làm cái gì bây giờ. Hàng, đoạt là đoạt không trở lại. Vậy còn có thể đến nơi đâu làm được hàng, nếu như không lấy được, Na Hồng danh đơn trên những người đó, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Giải quyết như thế nào? Lúc này, một cái thủ hạ nhắc nhở, dường như,
cũng không phải là tất cả hàng đều ở đây cảnh sát trong tay a. Thân Liệt nhíu mày, hỏi có ý tứ. Phó Đồng, ta nhớ được có một tiểu cô nương bị Giang Sách mang đi, hiện nay ở Tân Con Dân Nhân Trị Y Quán tiến hành kiểm tra, có thể, đây là một cái đột phá khẩu. Thân Liệt vừa nghe đến tin tức này, ngay lập tức sẽ từ trên ghế đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ngươi là nói, một người trong đó hàng bị Giang Sách mang đi Nhân Trị Y Quán. Đúng vậy. Quá tuyệt vời, Thân Liệt cao hứng nói, chỉ cần còn có một cái, như vậy là đủ rồi, chí ít có thể ổn định này trọng yếu vài nhân vật. Còn như những thứ khác tiểu nhân vật liền tùy ý bọn họ chết sống được rồi. Thân Hào hỏi, đại ca, vậy chúng ta bây giờ phải đi Nhân Trị Y Quán đem người cho đoạt ra đến đây đi. Thân Liệt nhíu mày một cái, không nóng nảy, nếu Nguyễn Bình Xương dám để cho Giang Sách đem người cho mang đi, vậy đã nói rõ Giang Sách nhất định sẽ toàn lực bảo hộ hàng, Nguyễn Bình Xương cũng sẽ phối hợp bảo hộ. Cứ như vậy tùy tiện xông qua cướp người, chẳng những không giành được, còn có thể đả thảo kinh xà. Quan trọng nhất là, cứ như vậy chúng ta sẽ bị bại lộ. Bị Nguyễn Bình Xương trực tiếp nắm được cán. Không thể, không được, không thể, còn phải tìm một người thích hợp người đi thay thế chúng ta đem người cho đoạt ra tới. Hoặc có lẽ là, cần một người đi gây ra hỗn loạn, sau đó chúng ta mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đang ở Thân Liệt suy nghĩ nên tìm người nào đi gây ra hỗn loạn thời điểm. Một người xuất hiện. Bí thư đi tới nói rằng, Phó Đồng, một cái tên là, Nhạc Huân, nhân muốn gặp ngài. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là dự định gia nhập vào chúng ta vẽ thượng tập đoàn. Nhạc Huân, Thân Liệt có thể không phải nhớ kỹ như vậy một nhân vật nhỏ, tỉ mỉ trong đầu thăm dò, cũng không còn nghĩ ra đó là một người nào. Vẽ thượng tập đoàn cũng không phải là trạm thu mua phế phẩm, cái gì tạp thất tạp bát người muốn gia nhập, thực sự là say. Bắt hắn cho ta đuổi đi. Đang ở bí thư muốn đem người bắn cho lúc đi, Thân Hào đột nhiên đứng lên nói rằng, chờ một chút, đại ca, ta cảm thấy được cái này nhân loại phi thường vốn có giới trị lợi dụng. Ân, nói như thế nào? Đại ca, cái này Nhạc Huân không là người khác, hắn chính là Đàn Ưng Liên Minh minh chủ, trước đây Đinh Gia chính là Đàn Ưng Liên Minh một phần tử. Sau lại Đinh Gia theo chúng ta quan hệ làm giữ, đã bị loại bỏ đi ra ngoài, cũng vì vậy Giang Sách, Nhạc Huân gây túi bụi. Dừng một chút. Thân Hào tiếp tục nói, Nhạc Huân cùng Giang Sách quan hệ phi thường kém, hiện tại lại xin vào dựa vào chúng ta, lẽ nào đây không phải là một cái tốt vô cùng lợi dụng chọn người sao? Thân Liệt gật đầu. Nói cũng phải, hiện tại không phải là thiếu khuyết một người như vậy sao? Tới đúng lúc. Dẫn hắn đến đây đi. Là. Không bao lâu, bí thư đem Nhạc Huân mang đến tiến đến, trong ngày thường Nhạc Huân xem người khác đều là vô cùng chẳng đáng, chỉ cao khí ngang. Nhưng ngày hôm nay hắn ở Thân Liệt trước mặt, lại biểu hiện phi thường khiêm tốn. Cung kính đứng, vi vi khom lưng, đầu thấp, cũng không dám tùy tiện nhìn đối phương. Một bộ thần tử vào triều thấy mặt vua bộ dạng. Thân Liệt rất hài lòng, gật đầu nói, Nhạc Huân, nghe nói ngươi là Đàn Ưng Liên Minh minh chủ. Thế lực khổng lồ, là bá chủ một phương A. Nhạc Huân nhanh lên gập cong nói rằng, ai nha, thân phó đồng ngài nói như vậy. Thật là muốn chiết sát ta cũng. Ta là cái thá gì, cũng có thể xem như là bá chủ một phương. Chỉ có thân phó đồng đại nhân vật như vậy, mới tính được là trên là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật A. Một câu so với một câu ngọt, cái này công phu nịnh hót có thể nói nhất lưu. Thân Liệt là phi thường thích bị nịnh hót, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, vui vẻ nói rằng, hôm nay ngươi tới tìm ta làm cái gì nha. Nhạc Huân phi thường nhún nhường nói rằng, ta hôm nay tìm đến ngài, là muốn tới hầu hạ ngài, gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn, vì ngài hiệu lực. Thật sự là quá biết nói chuyện. Hoặc có lẽ là, thật sự là quá hèn mọn. Theo lý thuyết, đều thấp như vậy tiếng hạ khí rồi. Làm sao cũng nên đồng ý mới đúng, nào ngờ, Thân Liệt đột nhiên quăng cái khuôn mặt. Xua tay nói rằng, không được, ta sẽ không muốn ngươi, đi thôi đi thôi. Cái này nhưng làm Nhạc Huân cho sẽ lo lắng. Hắn hỏi tới, vì sao? Thân phó đồng, ta nhưng là mang theo một mảnh thành tâm tới, ngài rốt cuộc là bởi vì sao không thu ta à? Thân Liệt lạnh lùng nói rằng, vì sao? Ngươi không biết tại sao không? Chúng ta vẽ thượng tập đoàn cùng Đinh Gia, cùng Giang Sách, đó cũng đều là đối thủ một mất một còn. Theo ta được biết,
Ninh gia nhưng là các ngươi Vẽ Thượng tập đoàn một phần tử, ta không có đối với trả cho ngươi coi như là khách khí, ngươi lại còn muốn gia nhập đến chúng ta Vẽ Thượng tập đoàn. Ngươi nói ngươi đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Nghe xong, Nhạc Huân nở nụ cười. Hắn khẽ lắc đầu, nói rằng, thân phó đồng, ta nhớ ngài là hiểu lầm rồi, khi biết Ninh gia cùng Vẽ Thượng tập đoàn quan hệ sau đó, ta liền lập tức đem Ninh gia cho loại bỏ đi ra. Hơn nữa, ta theo Giang Sách quan hệ thế như nước lửa, ngài lại có cái gì có thể lo lắng rồi. Thân Liệt nói rằng, ha ha, chuyện giữa các ngươi tình ta làm sao có thể biết đâu. Nếu như các ngươi cho ta chơi một khổ nhục kế, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ta đây thì như thế nào biết chân giả. Ngươi cùng Giang Sách có phải hay không quan hệ rất kém cỏi, chỉ là nghe ngươi nói, ta rất khó tin tưởng a. Nhạc Huân không phải ngu ngốc, nghe đến đó cũng đã rõ ràng là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Hỏi hắn, thân phó đồng, vậy theo ý của ngài, ta phải nên làm như thế nào, mới có thể làm cho ngài thỏa mãn. Thân Liệt nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không nói chuyện, tựa hồ là đang suy tư cái gì, một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Lúc này, ngược lại là Thân Hào mở miệng nói, ta đồng ý đại ca thuyết pháp, nói miệng không bằng chứng, người nói người cùng Giang Sách như nước với lửa. Người đó biết đâu, dựa theo ý nghĩ của ta, người ít nhất phải cung cấp một cái đầu danh trạng a. Đầu danh trạng? Nhạc Huân sửng sốt một chút, hỏi chẳng lẽ là muốn ta đi đem Giang Sách đầu cho lấy xuống sao? Thân Hào nở nụ cười, xua tay nói rằng, không phải không phải không phải, chúng ta đều là người văn minh, không làm những chuyện phạm pháp kia tình. Hơn nữa, Giang Sách không phải người bình thường, lấy năng lực của ngươi muốn lấy xuống đầu hắn, quá làm khó dễ ngươi. Nhạc Huân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu như hắn có thể đem Giang Sách đầu cho lấy xuống, vậy còn phải dùng tới xin vào dựa vào Vẽ Thượng tập đoàn sao? Hỏi hắn, vậy không biết ta cần làm những gì, mới có thể coi là làm đầu danh trạng. Thân Hào nói rằng, đơn giản, ngươi chỉ cần làm nhất kiện làm cho Giang Sách phi thường khó chịu sự tình, như vậy là đủ rồi. Khó chịu sự tình. Ân, Giang Sách ở Nhân Trí Y quán nuôi một cô bé, đầy người đều là đóa hoa, nghe nói là hắn con gái Tư Xanh. Ngươi chỉ cần đem cô bé kia cho đoạt ra tới, Giang Sách nhất định sẽ nổi điên. Ngươi chỉ cần làm được điểm này, chúng ta liền cho rằng ngươi quả thực cùng Giang Sách mâu thuẫn thâm hậu. Nhạc Huân nở nụ cười, liền chuyện nhỏ này, ta đây đi làm ngay. Nói xong, Nhạc Huân trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Nhạc Huân bóng lưng rời đi, Thân Liệt cùng Thân Hào đồng thời lộ ra gian trá nụ cười. Việc nhỏ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì a. Nếu như thành công, Thân Liệt tự nhiên là cao hứng, nếu như thất bại, na chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng là Nhạc Huân, cùng Thân Liệt không quan hệ. Nhạc Huân, còn không có chính thức đầu nhập vào cũng đã bị coi thành bia ngắm sử dụng. Thân Liệt từ tốn nói, vì những tên kia mệnh suy nghĩ, chúng ta vẫn là chúc phúc vị này Nhạc Minh Chủ có thể thành công a. Nhân Trí Y quán chung, ngày hôm nay cũng không có mở quán, tuy là mở cửa. Thế nhưng cửa bày đặt một cái to lớn bài tử, ngừng kinh doanh. Đã là liên tục ngày thứ hai. Tất cả mọi người không biết Nhân Trí Y quán xảy ra chuyện gì thế, chỉ biết là bọn họ không hề mở rộng cửa doanh nghiệp. Bên trong phòng, Tân Uẩn đang đút Hoa Tiên Tử ăn cơm xong sau đó, bắt đầu dạy nàng biết chữ, học thuyết nói, trở thành thân muội muội đối đãi giống nhau. Bởi vì Tân Uẩn tính cách quái gở, ngoại trừ phụ thân ở ngoài, cũng chỉ có Giang Sách mới có thể cùng với nàng nói thêm mấy câu, đáng tiếc Giang Sách là có phụ phu quân. Nàng không có khả năng cùng Giang Sách nở hoa kết trái. Phần này cô đơn ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại Hoa Tiên Tử xuất hiện, Tân Uẩn ở nơi này trên người cô bé thấy được cùng chính mình một dạng cô độc, cho nên đối với nàng phi thường tốt. Căn cứ Tân Uẩn quan sát, bé gái trí lực đại khái dừng lại ở 3-4 tuổi. Ăn gì đó cũng còn có thể miễn cưỡng. Nói, bước đi, đó là cần phải có người một chút xíu đi giáo, đi học. Ngay từ đầu Hoa Tiên Tử đối với Tân Uẩn còn rất sợ, có lẽ là bởi vì từ trước bị hành hạ quá lợi hại, chứng kiến người sẽ sợ. Cũng may Tân Uẩn không hề từ bỏ, vẫn luôn đang nỗ lực trợ giúp Hoa Tiên Tử, rốt cục, ở của nàng không ngừng dưới sự nỗ lực, Hoa Tiên Tử rốt cục hủy bỏ ngăn cách, cùng Tân Uẩn học tập nói, học bước đi. Từ từ. Hoa Tiên Tử càng ngày càng có người dáng vẻ.
Bất quá, chỉ có như vậy vẫn chưa đủ. Tân Uẩn rất muốn biết rõ ràng ở Hoa Tiên Tử trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đến tột cùng dạng gì giải phẫu. Mới có thể đem thực vật gả nhận được loài người trên người. Cái này đã vượt qua y học phạm vi, quả thực giống như là tiên thuật. Nhưng không ai biết, trên cái thế giới này là căn bản không tồn tại tiên thuật, bất cứ chuyện gì đều nhất định có tồn tại bí mật. Tân Uẩn cần phải đi tìm ra bí mật này. Căn cứ quan sát của nàng, hoa tiên tử trên người này hoa, cùng với nói là cùng hoa tiên tử cộng sinh thể, chẳng nói là chiếm lấy hoa tiên tử thân thể, mạnh mẽ từ hoa tiên tử ở trong thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, để cho mình khỏe mạnh trưởng thành. Tân Uẩn đút hoa tiên tử không ít thứ tốt. Nhưng nàng sau khi ăn vào, phần lớn dinh dưỡng đều bị gân mạch lên hoa cho hấp thu đi. Tự thân cũng không để lại bao nhiêu. Ăn càng tốt, hoa lại càng diễm lệ. Dựa theo cái tốc độ này xuống phía dưới, ước đoán lại có một 10 ngày nửa tháng, nụ hoa sẽ nở rộ. Những thứ này hoa, rốt cuộc thượng đế ban ân, vẫn là ác ma nghiêm phạt. Tân Uẩn cũng không biết những thứ này. Nàng duy nhất có thể làm, chính là làm cho hoa tiên tử có thể sống khá hơn một chút, để cho nàng từ trong sự sợ hãi đi tới, có thể giống như một nhân loại bình thường đi sinh hoạt. Đang ở nàng giáo hoa tiên tử lúc nói chuyện, đột nhiên liền nghe phía ngoài đại sảnh tiểu nhị hô, ngày hôm nay ngừng kinh doanh, các vị hay là chờ vài ngày trở lại a? Ai, các ngươi làm sao có thể cứng rắn xông vào trong? Ngày hôm nay ngừng kinh doanh, các ngươi không nên như vậy. Thình thịch. Cửa phòng bị đẩy ra. Hai gã tráng hán đứng ở cửa phòng, cứ như vậy nhìn Tân Uẩn cùng hoa tiên tử, từ ánh mắt của bọn họ trong đó có thể thấy được, là hướng về phía hoa tiên tử tới. Một bộ muốn đem hoa tiên tử ăn thịt bộ dạng. Hoa tiên tử trí lực tuy là thấp kém, thế nhưng đối với cái này chủng nguy hiểm, nàng so với ai khác đều phải mẫn cảm. Hoa tiên tử một cái liền núp ở Tân Uẩn phía sau. Các ngươi là ai? Đi ra ngoài. Tân Uẩn không có chút nào khách khí, vấn đề là. Na hai cái tráng hán căn bản cũng không nghe Tân Uẩn, bay thẳng đến hoa tiên tử đi tới. Xem cái này tư thế, đó là chuẩn bị cướp đoạt. Vấn đề là, bọn họ giành được đi. Không đợi bọn họ động thủ, siêu siêu, hai thanh phi đao liền hoa phá trường không bay tới, phốc suy hai tiếng, trực tiếp đem hai gã tráng hán lòng bàn tay cho đâm hư. Ngoan, quá ác. Hai gã tráng hán còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, một cái thân ảnh màu đen liền từ phía sau đã đi tới, lập tức thì đem bọn hắn hai cái lôi đi ra ngoài, trực tiếp nhét vào trên đường cái. Tới vô ảnh đi vô tung. Các loại hai cái tráng hán quay đầu nhìn lại lúc, nơi nào còn có bán cá nhân ảnh. Lúc này, ở phố lớn đối diện, Nhạc Huân ngồi trên xe, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, lẩm bẩm, đây chính là Giang Sách an bài binh lực sao. Một người, còn muốn bảo hộ con gái Tư Xanh. Ha ha, lợi hại là thật lợi hại, vấn đề là, người lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi, ta sợ ngươi một cái rắm. Đang thăm dò Sở Giang Sách an bài binh lực sau đó, Nhạc Huân vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có mười mấy tráng hán xông tới. Bọn họ đã nắm rõ ràng rồi tình huống, kế tiếp chỉ cần từng nhóm lần hành động là được rồi, một người không được thì hai cái. Hai người không được thì bốn cái. Đối phương chỉ có một người, sớm muộn gì vẫn sẽ đem người cho đoạt ra tới. Đáng tiếc, bọn họ sai rồi. Giang Sách an bài sao lại thế cũng chỉ có một người. Ở tại bọn hắn mười mấy người vẫn chưa đi đến lớn cửa thời điểm, ba chiếc xe liền mở ra qua đây, đem những người đó toàn bộ đều chặn. Cửa xe mở ra, một đám ăn mặc mê thải phục chiến sĩ đi ra, không cần đánh, chỉ là hướng nơi nào vừa đứng. Nam mười mấy người liền sợ đến không dám càng đi về phía trước từng bước. Đối với đường phố Nhạc Huân hách liễu nhất đại khiêu, con bà nó. Những chiến sĩ này là từ nơi nào nhô ra, vừa mới căn bản không có chứng kiến bọn họ a. Hiện tại hắn rõ ràng Giang Sách thực lực. Không đợi hắn nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào thời điểm, bỗng nhiên, xe cửa bị người một bả chém đứt. Ngẩng đầu nhìn lên, một gã vóc người kiện to lớn. Hai mắt lạnh lùng nam tử đứng ở trước mặt của hắn. Người đàn ông này, chính là 12 hoàng kim một trong Ma Yết. Hắn là Giang Sách bồi luyện, bên ngoài lợi hại trình độ, coi như là Giang Sách cũng là không dám khinh thường. Ngươi là ai a? Nhạc Huân sợ đến sắc mặt tái nhợt,
đã không biết nên đối phó thế nào cục diện bây giờ rồi, hắn tuyệt không minh bạch, không phải là một cái con gái Tư Sanh sao? Vì sao Giang Sách sẽ an bài nhiều người như vậy tới bảo vệ? Nhạc Huân cảm giác mình bị gạt. Ở nhân trị trong y quán mặt cô bé kia, căn bản cũng không khả năng chỉ là Giang Sách con gái Tư Sanh đơn giản như vậy, hoặc có lẽ là, nàng căn bản cũng không phải là Giang Sách con gái Tư Sanh, mà là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Chết tiệt, vẽ còn tập đoàn, cư nhiên coi ta là thương xử. Nhạc Huân lúc này mới phản ứng kịp, cái này còn không có chính thức gia nhập liên minh cũng đã bị chơi xỏ, nếu như chính thức gia nhập liên minh rồi, về sau còn chưa phải là mỗi ngày bị coi thành pháo hôi sử dụng. Ngẫm lại đã cảm thấy ủy khuất. Hắn lúng túng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Ma Yết nói rằng, cái kia, vị này tráng sĩ. Ta chính là một cái đi ngang qua ăn dưa quần chúng, ngươi không cần đối với ta như vậy a. Ha ha, nói xạo còn hữu dụng. Ma Yết căn bản không nghe hắn nói, trực tiếp tự tay bắt được hắn cần cổ, đem hắn từ trong xe kéo đi ra, sau đó ném vào trên đường cái, quất ra một cây roi ra ở phía sau dùng sức quật. Nhạc Huân có thể thảm. Đường đường một cái minh chủ, lúc này giống như là một đầu làm ruộng như giống nhau, bị người dùng roi ra ở phía sau quất. Hình ảnh kia tương đối khôi hài. Ma Yết dùng roi ra ở phía sau quất, Nhạc Huân ở phía trước té. Nhất khắc cũng không dám đình, hai bên đường không ngừng có người lấy điện thoại di động ra quay chụp, đem như vậy tức cười một màn cho chụp được tới chuyển tới online đi. Lúc này, một xe cảnh sát lái tới. Bọn họ ở giữ gìn trật tự hiện trường, trong đó hai gã cảnh sát đi vào nhân trị y quán. Một gã cảnh viên đối với Tân Uẩn nói rằng, Tân thầy thuốc. Chào ngươi, ta là cảnh sát, bởi vì nhận được tin tức, biết có người đối với Hoa Tiên Tử bất lợi, cho nên Nguyễn Khu Trường đặc biệt an bài chúng ta qua đây tiến hành kiểm tra, Hoa Tiên Tử nàng không sao chứ. Tân Uẩn thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, không có việc gì, Hoa Tiên Tử không có chuyện gì. Vừa nói, nàng còn một bên đem Hoa Tiên Tử từ người đeo sau mang ra ngoài. Tên kia cảnh viên tiếp tục nói, là như thế này, hiện tại Hoa Tiên Tử đã bị người theo dõi. Tình cảnh của nàng bây giờ vô cùng nguy hiểm, Nguyễn Khu Trường yêu cầu là đưa nàng mang về bót cảnh sát đi bảo hộ. A, Tân Uẩn phi thường luyến tiếc. Nàng thật vất vả cùng Hoa Tiên Tử thành lập được nhất định tình cảm, hiện tại tự muốn đem nàng cho mang đi sao? Thật có chút luyến tiếc. Nhưng là vừa có thể như thế nào, Nguyễn Khu Trường mệnh lệnh là không có khả năng không chấp nhận. Được rồi. Tân Uẩn phi thường bất đắc dĩ đem Hoa Tiên Tử cho đẩy tới cảnh sát trước mặt. Cảm tạ ngài phối hợp. Cảnh sát nắm Hoa Tiên Tử tay sẽ đi ra ngoài, mới đi ra khỏi hai bước. Liền thấy một gã người xuyên đồ bó sát người màu đen âm trầm nam tử đứng ở cửa. Hắn, chính là 12 hoàng kim một trong thiên hạt. Sát thủ bản chất, âm lãnh đáng sợ. Hai gã cảnh sát khi nhìn đến hắn sau đó, đều xuống ý thức dừng bước, không dám tới gần một bước, thật sự là cảm giác người đàn ông này quá nguy hiểm. Cũng không cần tới gần tương đối khá. Ngươi là ai? Tránh ra cho ta. Đối mặt cảnh sát gầm lên, thiên hạt không có bất kỳ nhường đường, như trước đứng ở cửa, thậm chí còn từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, ngân lắc lắc. Hai gã cảnh sát liếc nhìn nhau, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc này, Tân Uẩn cuối cùng mới phản ứng kịp, chính mình dường như lậu điệu một cái vô cùng trọng yếu quá trình. Hai người kia nói bọn họ là cảnh sát. Vậy nhất định là sao? Coi như là cảnh sát, đó cũng là chia rất nhiều chủng loại, làm sao sẽ biết bọn họ nhất định là Nguyễn Khu Trường an bài tới được cảnh sát? Đúng vậy. Tân Uẩn đi tới, hết sức chăm chú nghiêm túc nói, hai vị cảnh quan, xin các ngươi đưa ra một cái Nguyễn Khu Trường tay lệnh. Trong nháy mắt, rõ ràng có thể từ hai gã cảnh viên ánh mắt trong chứng kiến né tranh ý. Tới vội vội vàng vàng, chưa kịp tin tưởng lệnh. Quay đầu Nguyễn Khu Trường sẽ cho ngươi giải thích. Cái này, coi như là kẻ ngu si đều nhìn ra có vấn đề, lại vội vội vàng vàng, cũng không khả năng quên mang thủ lệnh. Lùi một vạn bước nói, coi như là thực sự đã quên. Vậy cũng không có khả năng ở cái gì thủ tục cũng không có dưới tình huống đem người mang đi, bọn họ phải xin chỉ thị hoàn tất sau đó, bắt vào tay lệnh, mới có thể đến người. Thật cảnh sát không biết làm như vậy hoang đường chuyện không hợp lý tình. Rất có vấn đề. Tân Uẩn lập tức liền cầm Hoa Tiên Tử tay, Hoa Tiên Tử không thể cho các ngươi mang đi.
Buông tay. Sự tình đến tai tình trạng này, vậy không có gì đáng nói. Một tên trong đó cảnh sát lập tức móc ra dao găm chuẩn bị đâm về phía Tân Uẩn, không đợi hắn động thủ, thiên hạt dao găm đã tới trước mặt. Thổi phù một tiếng, gân tay đánh gãy. Theo sát mà, lại là một đao xẹt qua, một gã khác giả cảnh sát gân tay cũng bị đánh gãy. Ngắn ngủi thời gian không tới một giây, liên tục đánh gãy hai gã giả cảnh sát gân tay, thích khách bản chất triển lộ không bỏ sót, hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền nhất định giải quyết vấn đề. Vào lúc này, lại có bao nhiêu chiếc xe cảnh sát lái tới, lúc này đây, Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương đồng thời xuống xe, là thật cảnh sát tới. Này giả cảnh sát cùng với Nhạc Huân đám người bị toàn bộ bắt được quy án. Đáng thương Nhạc Huân, còn chưa kịp gia nhập vào vẽ thượng tập đoàn, cũng đã bị coi thành pháo hôi cho xử lý xong. Bất quá, hắn ngược lại là vô cùng hy vọng bị cảnh sát mang đi, bởi vì nếu không bị mang đi nói, hắn sẽ bị ma yết cho sống sờ sờ quất chết. Một hồi tuồng, lúc này mới chậm rãi kết thúc. Ma yết cùng thiên hạt hai người một lần nữa quy về hắc ám, đang âm thầm yên lặng bảo vệ nhân trị y quán. Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương đi vào trong điếm, thấy Hoa Tiên Tử ôm Tân Uẩn, hiển nhiên là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, mới vừa giả cảnh sát đối với nàng tạo thành ảnh hưởng thật sự là thật đáng sợ. Tân Uẩn một bên thoải mái Hoa Tiên Tử vừa nói, nàng chỉ là một tiểu cô nương, có thể có cái gì giới trị lợi dụng. Nàng thậm chí ngay cả nói, bước đi cũng không thể hoàn toàn làm được, ta không rõ vì sao những người đó muốn dồn ép không tha. Đâu chỉ là nàng không rõ, Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương cũng không hiểu. Nếu như có thể hiểu nói, vậy không sẽ là hiện tại này tấm cục diện. Nguyễn Bình Sương nói rằng, xem ra, hãy để cho ta đem Hoa Tiên Tử cho mang đi bảo hộ a. Này tội phạm biết Hoa Tiên Tử ở nhân trị y quán, về sau khẳng định còn có thể thường xuyên đến cướp người, rất không an toàn. Mang đi. Hoa Tiên Tử là nghe hiểu được cái từ này, nàng càng thêm dùng sức ôm Tân Uẩn, trong hai mắt lóe ra nước mắt, hiển nhiên là không muốn cùng Tân Uẩn tách ra. Giang Sách nói rằng, nhân trị y quán sở hữu vô cùng tân tiến kỹ thuật cùng dụng cụ. Ở chỗ này có thể đối với Hoa Tiên Tử tiến hành trình độ lớn nhất lên nghiên cứu. Hơn nữa Hoa Tiên Tử cùng tân thầy thuốc là có tình cảm, mạnh mẽ xa nhau cũng không thích hợp. Nguyễn Khu Trưởng, theo ta thấy, hãy để cho cảnh sát đối với nơi này thực thi bảo hộ phù hợp hơn thực tế. Chứng kiến này tấm cục diện, Nguyễn Bình Sương thì không muốn bằng lòng cũng không được. Giang Thiên Sinh, đi theo ta. Nguyễn Bình Sương mang theo Giang Sách đi tới nhân trị y quán một cái căn phòng đơn độc, đóng cửa lại rồi. Suy nghĩ một lát sau, hắn thoáng thở dài, nói rằng, ta cảm thấy được, Hoa Tiên Tử trên người nhất định có vô cùng trọng yếu đồ đạc. Vật như vậy đối với vẽ thượng tập đoàn nhất định phải thường phi thường then chốt, bằng không hắn nhóm sẽ không ra hạ sách này. Nếu như chỉ là tiền, vậy căn bản không đáng. Đối với vẽ thượng tập đoàn như vậy một cái quái vật lớn mà nói, tổn thất một điểm tiền không đáng kể chút nào. Hoa Tiên Tử trên người, nhất định có so với tiền càng trọng yếu hơn gì đó. Hai người bọn họ nhìn nhau. Bọn họ, đều đã nghĩ đến đồng dạng một vật hoa. Này hoa cũng không phải là cái gì bình thường hoa, nhất định đúng vẽ thượng tập đoàn có vô cùng trọng yếu tác dụng, nhưng cụ thể là dùng để đang làm gì, thì không bao giờ biết được. Dừng một chút, Nguyễn Bình Sương tiếp tục nói, mặt khác, căn cứ ta gần nhất điều tra, phát hiện nhất kiện phi thường có ý sự tình. Cái gì? Vẽ thượng tập đoàn ở Giang Nam khu bành trướng, không quá bình thường. Nguyễn Bình Sương ở trong phòng đi qua đi lại, đồng thời nói rằng, vẽ thượng tập đoàn mới vừa đến Giang Nam khu thời điểm, liền bày ra một bộ vương giả tư thế, muốn tất cả Giang Nam khu cao thấp công ty đều thần phục với hắn, nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Một cái ngoại lai xí nghiệp, muốn vừa qua tới coi như lão đại, thật không đem những này địa phương xí nghiệp để vào mắt. Coi như người cường thịnh trở lại, nhân gia cũng không khả năng tán thành ngươi. Vừa mới bắt đầu cục diện cũng quả thực như vậy. Không có bất kỳ một công ty tán thành vẽ thượng tập đoàn, đây là đương nhiên. Thế nhưng, sự tình phía sau vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng toàn bộ Giang Nam khu biết liên hợp lại đối phó vẽ thượng tập đoàn, đem hắn từ Giang Nam khu cho đánh đuổi, làm cho hắn triệt để suy sụp. Đại gia cũng đúng là làm như thế. Nhưng không biết vì sao, ở đấu tranh trong quá trình,
không ngừng có người không giải thích được gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn dưới trướng, thay Vẽ Thượng tập đoàn bán mạng, đối phó Giang Nam khu những công ty khác. Lui về phía sau nữa, chính là ba loại kết quả. Hoặc là vùi đầu vào Vẽ Thượng tập đoàn dưới trướng, hoặc là đã bị Vẽ Thượng tập đoàn giết chết, hoặc là tựa như Tôn ở nói như vậy là một con rùa đen rút đầu, cái gì cũng không quản không hỏi. Từ từ, trải qua sắp xỉ thời gian 10 tháng, Vẽ Thượng tập đoàn hoàn thành xâm chiếm, trở thành Giang Nam khu long đầu lão đại. Như vậy xâm chiếm quá trình là vô cùng kỳ quái. Ngắn như vậy thời gian hoàn thành đối với Giang Nam khu khống chế, cái này Vẽ Thượng tập đoàn đến cùng có năng lực gì? Giang Sách hiếu kỳ hỏi, Vẽ Thượng tập đoàn đến cùng sử dụng phương pháp gì, có thể làm cho nhiều như vậy công ty cam tâm tình nguyện gia nhập vào bọn họ dưới trướng. Chủ động cùng Giang Nam khu huynh đệ công ty đánh nhau. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, Nguyễn Bình Sương nói rằng, một nhà ngoại lai công ty mới, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mượn hơi nhiều như vậy đại công ty gia nhập vào mình dưới trướng, quá kỳ quái, cho nên ta phải đi tiến hành rồi điều tra. Nguyễn Bình Sương mở ra một phần báo cáo điều tra, nói rằng, ngươi xem, đây là đang ban đầu gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn công ty. Ta điều tra qua bọn họ tất cả chủ tịch, tổng giám đốc các loại cao quản, phát hiện bọn họ một không có lấy đến Vẽ Thượng tập đoàn tiền, nhị ra người bên trong căn bản không có chịu đến bất kỳ uy hiếp gì. Ba cũng không có tiếp thu được nữ nhân, đồ cổ các loại đặc thù hối lộ. Ở không có gì cả dưới tình huống, đột nhiên vô điều kiện gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn, thực sự là quá kỳ quái. Quả thực kỳ quái. Không lấy tiền, không thu nữ nhân, đồ cổ các loại, hơn nữa người nhà cũng không có bị ép buộc, uy hiếp, na dựa vào cái gì hảo đoan đoan sẽ gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn. Giang Sách hỏi, có phải hay không gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn sau đó lấy được quyền lợi rất cao? Không có, tương phản còn rất thấp. Nguyễn Bình Sương nói rằng, Vẽ Thượng tập đoàn giống như là một con vampire, không ngừng từ dưới quyền công ty hấp thu huyết dịch, nuôi cho mập chính mình. Không ít xí nghiệp trực tiếp đã bị hút khô rồi, coi như là đại công ty xí nghiệp lớn, bị hút 7, 8 tháng. Cũng đều sắp gánh không được rồi. Cái này càng thêm kỳ quái. Không chiếm được chỗ tốt còn chưa tính, còn có thể bị hút máu, na gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn mục đích là cái gì? Giang Sách tuyệt không lý giải. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nói rằng, hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, chính là chỗ này chút người phụ trách có cái gì nhược điểm rơi vào Vẽ Thượng tập đoàn trong tay, hoặc có lẽ là, tánh mạng của bọn họ bị uy hiếp. Nguyễn Bình Sương nhún vai, muốn nói nhược điểm, ai còn không có đem chuôi. Nhưng chỉ bằng nhược điểm là có thể khống chế toàn bộ Giang Nam khu, ta là không tin. Còn như sinh mệnh chịu đến uy hiếp, thì càng thêm không đáng tin cậy, những người phụ trách này từng cái xanh long hoạt hổ, hơn nữa chưa từng có thu được thư khủng bố, cũng không có bị ép buộc, bắt cóc, làm sao chịu đến uy hiếp. Lâm vào tử cục, thực sự rất khó lý giải a. Toàn bộ Giang Nam khu nhiều như vậy công ty đại lão. Dựa vào cái gì vô điều kiện gia nhập vào Vẽ Thượng tập đoàn bị hút máu? Không gia nhập, đều bị giết chết. Còn lại một ít coi như con rùa, cái gì cũng không xin hỏi, không dám nói, không dám làm, Vẽ Thượng tập đoàn, thật là lấy thúng úp voi. Giang Sách khẽ ngẩng đầu lên, rơi vào trầm tư. Hắn có một loại trực giác, tất cả mọi chuyện chân tướng, nhất định liền giấu ở hoa tiên tử trên người, có thể giải nở hoa tiên tử trên người câu đố. Tranh kia thượng tập đoàn khống chế toàn bộ Giang Nam khu thủ đoạn có thể biết được. Hiện tại, càng cần nữa bảo vệ tốt hoa tiên tử. Cùng lúc đó, đang Vẽ Thượng tập đoàn chủ tịch bên trong phòng làm việc. Thân Liệt ngồi ở ghế trên, trong tay lật qua lật lại điện thoại di động, trong ánh mắt đều là phiền táo ý. Nhạc Huân, còn đờ cây em minh chủ rồi, nhất định chính là cái phế vật. Bị người cầm roi ra đầy phố quật, mất mặt xấu hổ. Hoàn hảo ta không có đem hắn thu vào tới, bằng không, Vẽ Thượng tập đoàn mặt của đều phải bị hắn mất hết. Thân Hào nhún vai, vốn chính là con pháo thí. Cầm đi thăm dò đối phương sâu cạn, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Từ trước mắt kết quả xem, Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương đúng là liên thủ, na nhân chị y quán càng giống như là một con chuột kẹp, hoa tiên tử chính là con chuột kẹp lên một khối nhỏ bánh gato. Nếu như chúng ta không chú ý, không nên đi ăn khối kia bánh gato, vô cùng có khả năng bị con chuột kẹp cho bắt được. Đây là có đạo lý. Thân Liệt nói rằng, khối này bánh gato là phải ăn đến,
vô luận trả giá cỡ nào giá thê thảm. Nếu không, chúng ta thật vất vả ở Giang Nam khu đánh ra thiên địa, sẽ toàn bộ phó chi đông lưu. Đến khi đó, cái kia tiện nữ nhân nhất định sẽ chê cười huynh đệ chúng ta. Cái kia tiện nữ nhân, chính là Thân Liệt muội muội, Thân Hào tỷ tỷ Thân Cung Huân. Thân Cung Huân từ nhỏ đã thông minh, làm việc cũng mạnh mẽ vang dội, vì thân gia lập được qua không ít công lao lớn. Là trừ thân gia lão thiên tôn ở ngoài cao nhất nhân vật. Thân Liệt cùng Thân Hào sở dĩ đi tới Giang Nam khu, chính là muốn chứng minh hai người bọn họ huynh đệ không thể so Thân Cung Huân kém. Chí ít cho tới bây giờ, bọn họ làm đều rất tốt. 10 tháng bắt Giang Nam khu như vậy phồn hoa thành thị, vì thân gia buôn bán lời không ít tiền, tuy là sử dụng thủ đoạn đơn giản thô bạo điểm, nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, còn quản thủ đoạn gì không phải thủ đoạn. Bất quá, theo Giang Sách trở về, Nguyễn Bình Xương thức tỉnh, tốt như vậy thời gian chấm dứt. Nếu như không phải áp dụng một ít thủ đoạn đặc biệt tiến hành phòng vệ, hai người bọn họ huynh đệ thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, lại muốn trả lại. Đến lúc đó, còn không biết sẽ bị Thân Cung Huân cho chê cười thành bộ dáng gì nữa. Nam nhân, là có tự ái. Mặc dù là phần tử xấu, bọn họ cũng là có tự ái, nam nhân tự tôn không chịu nổi khiêu chiến. Thân Hào cắn răng nói rằng, ta tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy cái kia tiện nữ nhân chán ghét mặt, Giang Nam khu, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải bảo vệ. Đại ca, thực sự không được, chúng ta hay dùng một chiêu kia đem Giang Sách cho giết a. Ngược lại Giang Nam khu này xí nghiệp lớn người phụ trách đều là bị chúng ta như thế bắt xuống. Không sợ Giang Sách không phải phong phạm. Thân Liệt khoát tay áo, không được, một chiêu kia không thể tùy tiện dùng, đạt được người. Giang Sách đã từng là tu la chiến thần, lực ý chí ngoan cường, có cao quý tinh thần truy cầu. Người đối với hắn dùng một chiêu kia, chẳng những sẽ không đưa hắn khuất phục, thậm chí sẽ đem lá bài tẩy của chúng ta toàn bộ bại lộ, đến lúc đó chờ đấy bị Nguyễn Bình Xương cho một võng đánh tan a. Thân Hào thở dài. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến tột cùng phải làm sao mới được. Lẽ nào chúng ta lớn như vậy một cái xí nghiệp, Giang Nam khu đều xâm chiếm, còn đối phó không đến một cái nho nhỏ Giang Sách. Thân Liệt khẽ nhíu mày, nói rằng, yên tâm, nhất định là có thể đối phó. Giang Sách lợi hại, nhưng hắn lão bà, hài tử cũng có thể lợi hại như vậy. Ta muốn cho hắn một chút giáo huấn, làm cho hắn học ngoan một điểm. Đang nói, bí thư đi tới nói rằng, phó đồng, Tề Dũng tới. Tề Dũng, Giang Nam khu ô tô nghề chế tạo đại ngạc, dưới cờ sở hữu nhiều phẩm bài, là nhất đẳng phú thương. Đồng thời cũng là vẽ thượng tập đoàn một phần tử, bị vẽ thượng tập đoàn rút không ít huyết. Thân Liệt cau mày, tương đương không cao hứng, người này là hắn hiện tại phi thường không muốn nhìn thấy. Đi đi đi, thì nói ta không ở, làm cho hắn hai ngày nữa trở lại. Bí thư còn không có xoay người rời đi, Tề Dũng liền đi tiến đến, lớn tiếng nói, thân phó đồng thật là tự đại a, muốn gặp là gặp, muốn tìm không thấy sẽ không thấy. Ta như vậy tiểu nhân vật đã không ở đây ngươi trong mắt a. Thân Liệt nhưng thật ra thật không ngờ Tề Dũng sẽ trực tiếp xông tới, cũng là hách liễu nhất đại khiêu. Hắn thở dài, nói rằng, ta không phải ý tứ này. Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu cần làm, thực sự không có thời gian thấy người a. Chuyện trọng yếu, Tề Dũng cười lạnh một tiếng, là vì nhóm hàng kia a. Vẽ thượng tập đoàn hàng mất tích, chuyện lớn như vậy, trên cơ bản toàn bộ Giang Nam khu người biết, không gạt được. Thân Liệt gật đầu, đúng vậy, hàng bị Nguyễn Bình Xương tên khốn kiếp kia đoạt đi. Tề Dũng hỏi, cho nên người định làm gì? Cướp về a. Bao lâu? Không xác định. Không xác định, Tề Dũng đem mình y phục mở ra, quát, ngươi tốt nhất nhìn, ta bộ dáng bây giờ, tùy thời có thể nấc nhì dám, ngươi lại trả lời ta ba chữ không xác định. Chỉ thấy Tề Dũng trên người xuất hiện từng cái màu đen lấm tấm, cảm giác kia giống như là nát vụn quả táo phát mốc giống nhau, xấu xí bất kham. Nhân trên người xuất hiện loại này lấm tấm, đó là nhất định xảy ra đại vấn đề. Hắn nói rằng, ta chỉ còn lại không đến 3 ngày mệnh. Không có nhóm hàng kia, ta chắc chắn phải chết. Thân Liệt, không phải ta nói dọa, nếu như ngươi không thể để cho ta sống xuống phía dưới, ta đây cũng sẽ không khách khí, ngươi những bí mật kia đừng nghĩ bảo vệ. Thân Liệt rất muốn sức sống, nhưng vẫn là đè nén rồi tức giận, thật là an lòng phủ nói, yên tâm đi,
ta đã đang chuẩn bị đem nhân chỉ y quán Na Nhất Kiện Hàng cho cướp về. Nhất Kiện Hàng, đủ. Tề Dũng nhìn ra được vấn đề chỗ ở. Toàn bộ Giang Nam khu, giống như Tề Dũng người như vậy rất nhiều, chỉ là Nhất Kiện Hàng, có thể cứu người nhiều như vậy. Không thể. Tề Dũng nói rằng, trước đây ta gia nhập liên minh vẽ thượng tập đoàn thời điểm, ngươi nhưng là đáp ứng ta, nhất định sẽ làm cho ta sống xuống phía dưới. Vì thế ta không tiếc để cho ngươi hút công ty ta huyết dịch, lớn mạnh vẽ thượng tập đoàn. Hiện tại ngươi hấp no rồi, liền muốn đem ta cho một chân đá văng. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Thân Liệt mấy lần đều phải phát hỏa, dám đem lửa giận chế trụ, hắn biết bây giờ không phải là cùng Tề Dũng náo bẻ thời điểm. Ở vài cái hít sâu sau đó, Thân Liệt lộ ra nụ cười, như là đang nịnh nọt nói, ta đây không phải đang suy nghĩ biện pháp đem hàng cho cướp về sao. Hơn nữa ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trước cho ngươi sử dụng, cam đoan ngươi có thể sống sót. Tề Dũng lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ta chỉ còn lại 3 ngày thọ mệnh, không chờ được lâu lắm. Ngày mai, nếu như tối mai ta còn đợi không được kết quả, cũng đừng trách ta trở mặt. Nói xong, hắn đập cửa mà đi. Có thể đang vẽ thượng tập đoàn càn rỡ như vậy, thật là không có mấy người. Thân Liệt nắm tay nắm lên tới, kéo kẹt vang, ai cũng nhìn ra hắn tức giận phi thường. Cũng nhanh muốn bạo phát. Vương bát đản, thật coi mình rất quan trọng rồi, dám ở trước mặt của ta làm càn như vậy. Một bên Thân Hào nói rằng, đại ca, cái này nhân loại không thể lưu lại, nhìn hắn cái này tư thế. Là muốn theo chúng ta triệt để náo bẻ, đem chúng ta cho ra bán dáng vẻ. Nếu quả như thật bị Giang Sách, Nguyễn Bình Xương bọn họ đã biết bí mật của chúng ta. Kết quả kia không dám tưởng tượng. Thân Liệt thở dài, người nghĩ rằng ta không biết những thứ này sao? Vấn đề là, Tề Dũng không thể di chuyển, chỉ có thể dụ dỗ. Hiện tại hắn xí nghiệp đối với vẽ thượng tập đoàn mà nói cực kỳ trọng yếu, là chúng ta kinh tế vận chuyển hạch tâm. Bên ngoài, nếu như hắn đã xảy ra chuyện, Na những người khác sẽ càng thêm hoảng hốt. Đến lúc đó giết chết một cái, liên quan ra một mảng lớn, ai cũng không còn cách nào cam đoan hậu quả thế nào. Sự lo lắng của hắn cũng không phải không có đạo lý. Thân Hào cho hả giận vậy đá văng bên người cái ghế. Thật đờ cây em say, chúng ta đều làm được lớn như vậy, còn có thể bị như vậy một nhân vật nhỏ cho hạn chế lại. Dựa vào, làm được lớn hơn nữa. Chỉ cần ngươi có nhược điểm ở đối phương trong tay, vậy vô giải. Bên kia, Tề Dũng lập tức sau đó, về tới trên xe, mở ra y phục nhìn chính mình trên người này màu đen lấm tấm, càng xem càng khó chịu, càng xem cũng càng sức sống. Nếu như không phải Thân Liệt, Thân Hào đây đối với Vương bát đản huynh đệ, mình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Vì có thể quá nhiều sống vài ngày, hắn bỏ qua mộng tưởng, bỏ qua xí nghiệp. Kết quả là vẫn là sống không nổi. Hàng mất tích, sống thế nào? Tề Dũng dựa vào ghế trên lưng, lặng lặng nhìn phía trước. Suy nghĩ chính mình sau cùng sinh mệnh muốn thế nào vượt qua. Hắn nhớ tới một quyển sách giả như cho ta 3 ngày quang minh. Chính mình trạng huống trước mắt, kỳ thực rất giống. 3 ngày quang minh. Hắn cũng chỉ có cuối cùng 3 ngày quang minh, sau đó sẽ liếc qua đời. Trả thù Thân Liệt. Thân Hào đều là việc nhỏ, quan trọng là, thê tử của chính mình, hài tử, phụ mẫu nên làm cái gì bây giờ? Từng ngọn núi lớn đặt ở trên lưng của hắn, nếu như hắn sụp đổ, gia đình liền sụp đổ. Ta không thể chết được. Tề Dũng chăm chú suy nghĩ, nếu như không có thân thị huynh đệ, hắn còn có thể hay không thể sống. Trong khoảng thời gian này hắn không phải là không có nhìn bác sĩ, nhưng tất cả bác sĩ cũng không có cách nào chữa cho tốt hắn. Còn có ai? Lúc này, một cái tên nhảy vào đầu của hắn Giang Sách. Hắn nhớ kỹ, Giang Sách là một cái phi thường thầy thuốc ưu tú, Nguyễn Bình Xương lúc đó cũng là bị hết thảy bác sĩ nhất trí cho rằng không có sống tiếp khả năng, kết quả bị Giang Sách lợi dụng, ngất thuật cho mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Hiện tại lúc đó chẳng phải sinh long hoạt hổ, vui vẻ sao? Đối với, đi tìm Giang Sách, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, Giang Sách cùng vẽ thượng tập đoàn thị tử đối đầu, Tề Dũng muôn ngàn lần không thể làm cho Giang Sách biết bí mật của mình. Một ngày tiết lộ, đây chính là sẽ liên lụy vẽ thượng tập đoàn sụp xuống. Vẽ thượng tập đoàn sụp đổ, người nhà của mình sẽ gặp nguy hiểm, tìm Giang Sách có thể,
thế nhưng phải cẩn thận. Kết quả là, Tề Dũng hết sức chăm chú cẩn thận đem mình cải trang một cái lần, sau đó lái xe tiến đến nhân trị y quán, hắn biết, ở chỗ này là có thể tìm được Giang Sách. Dừng xe, mở cửa, Tề Dũng đi vào đại môn. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bây giờ không phải doanh nghiệp. Nhân viên cửa hàng nói rằng, cái kia, ta tới nơi này là muốn gặp Giang Sách Giang thầy thuốc, cũng xin tạo thuận lợi. Tề Dũng thái độ tương đương khách khí. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, tốt, ta đây liền đi vào thông báo một tiếng. Ở nhân viên cửa hàng đi vào thời điểm, Tề Dũng hướng phía trong phòng phương hướng xem, hắn ngoại trừ chờ mong Giang Sách ở ngoài, cũng chờ mong món đó hàng. Bất quá hắn không dám sằng bậy. Trước chuyện phát sinh hắn chính là biết đến, Nhạc Huân chính là quá sằng bậy, đem mình làm cho hạ tràng thê thảm. Món đó hàng, vẫn là giao cho thân liệt chém giết. Chính mình phải làm, chính là nhìn thấy Giang Sách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.